ý đồ của Ukraine khi dồn hết sức tấn công hạm đội Biển Đen Nga. Mỹ lên kế hoạch thông báo khả năng đóng cửa chính phủ. Mỹ chuẩn bị cung cấp tên lửa tầm xa Atak MS cho Ukraine. Tiểu bang Mỹ cân nhắc phương pháp thi hành án tử hình mới. Iran trình làng UAV tầm xa nhất thế giới cùng tên lửa đạn đạo và siêu vượt âm. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết vâng thưa quý vị việc ukraine dồn dập tấn công bán đảo crimea bằng tên lửa và máy bay không người lái trong những tuần gần đây cho thấy kiev dường như muốn thực hiện cú hích chiến lược trong cuộc phản công nhằm đẩy lùi nga đồng thời gây áp lực lên nga tại bán đảo quan trọng này từ đó hỗ trợ cuộc phản công đang diễn ra vậy ý đồ thực sự của ukraine khi liên tục tấn công crimea là gì mời quý vị và các bạn theo dõi ngay sau đây Ông Alexander Tarkhnyevsky, chỉ huy nhóm tác chiến chiến lược Tavria của Ukraine nhận định, các cuộc tấn công vào Crimea đóng vai trò quan trọng cho thành công của kế hoạch phản công mà Ukraine đang tiến hành. Theo chỉ huy Ukraine, thành công của kế hoạch này không chỉ là phá hủy các lực lượng của đối phương ngay trước mắt mà còn phá hủy các địa điểm tập trung trang thiết bị, lực lượng và đặc biệt là các trung tâm chỉ huy. Ông Tarkhnyevsky giải thích, việc làm sáo chốt các lực lượng của đối phương bằng cách phá hủy các trung tâm chỉ huy cấp cao sẽ dẫn đến sự hỗn loạn trên chiến trường một trung tâm chỉ huy bị phá hủy, tức là một mắt xích chỉ huy bị phá hủy và không có nó sẽ không có sự phối hợp hành động. Crimea đóng vai trò đặc biệt quan trọng bởi nơi đây tập trung số lượng lớn phương tiện quân sự của Nga. Chỉ huy Ukraine nói, chúng tôi biết nơi họ tấn công cả bằng phương tiện trên không lẫn phương tiện mặt đất. Ông Zakharievsky cho rằng, việc tấn công vào các sở chỉ huy của hạm đội Biển Đen sẽ giúp ích cho Ukraine và chúng tôi hy vọng về tương lai. Ngày 22 tháng 9, các quan chức do Nga bổ nhiệm tại Crimea cáo buộc Ukraine tấn công trụ sở của hạm đội Biển Đen tại Sevastopol thuộc bán đảo này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã phóng nhiều tên lửa vào Crimea, nhưng 5 tên lửa trong số này đã bị đánh chặn. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết bất kỳ nỗ lực nào của quân đội Ukraine nhằm vào Crimea bằng vũ lực sẽ đối mặt với phản ứng cứng rắn của Nga. Bà Zakharova khẳng định Tôi muốn nhắc nhở tất cả các phần tử cực đoan ở Kiev rằng vấn đề Crimea đã khép lại khi người dân nơi đây đưa ra lựa chọn vào năm 2014 và biết rõ điều gì đang chờ đợi họ. Ý bà nói đến cuộc trưng cầu dân Ý về việc sắp nhập bán đảo này vào Nga. Ông Taknayevsky cũng cho rằng mùa đông sẽ không làm chậm lại cuộc phản công và đột phá lớn nhất của Ukraine vẫn chưa tới. Thời tiết là một trở ngại nghiêm trọng trong suốt cuộc tiến công, nhưng cân nhắc đến việc chúng tôi tiến công như thế nào, chủ yếu là không sử dụng các phương tiện. Tôi nghĩ thời tiết sẽ không ảnh hưởng lớn. Mưa lớn vào mùa thu có thể biến mặt đất ở Ukraine thành bùn lầy và khiến việc di chuyển bằng các phương tiện hạng nặng như xe tăng trở nên khó khăn hơn. Nhưng theo ông Taknayevsky, các lực lượng của Kiev sẽ tiến công thành từng nhóm nhỏ. Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục cuộc phản công trong suốt mùa thu và sang mùa đông. Theo ông, cuộc tiến công nhằm vào các hệ thống phòng thủ Nga sẽ tiếp tục bất kể thời tiết ra sao và quân đội Nga đang khao khát một khoảng nghỉ trong giao tranh. Chỉ huy Taknayevsky nhận định đột phá lớn nhất của Ukraine vẫn chưa đến. Theo ông Taknayevsky, tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra sau tốc mắc. Đó là vào thời điểm họ dựa vào chiều sâu phòng thủ ở đây, không phải phòng tuyến Surovikin, phòng tuyến chính của Nga. Các vấn đề lớn hơn của lực lượng Ukraine là những giao lộ, hàng cây và các bãi mìn giữa các hàng cây đó. Lạc quan về kết quả cuối cùng, ông Taknayevsky cho rằng cuộc phản công sẽ thành công và quân đội Ukraine ít nhất cần tới được thành phố Tokmak. Tốc mắc. Tokmak tốc mắc là mục tiêu tối thiểu, mục tiêu chung là đến được biên giới của chúng tôi. Thưa quý vị, Nhà Trắng vừa qua đã bắt đầu lên kế hoạch thông báo cho các cơ quan liên bang chuẩn bị khả năng đóng cửa chính phủ. Trong khi đó, nếu Quốc hội Mỹ không phê chuẩn được luật chi tiêu trước ngày 1 tháng 10, hàng trăm nghìn viên chức và nhân viên liên bang sẽ phải nghỉ phép không lương, đồng thời một số dịch vụ thiết yếu của chính quyền bị ngưng trệ vì thiếu ngân sách. Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa một phần vào cuối tháng 9 nếu ngân sách mới không được thông qua. Nguy cơ đó ngày càng gia tăng khi các nhà lập pháp trong Quốc hội Mỹ vẫn bất đồng về dự luật chi tiêu ngắn hạn. Đến thời điểm hiện tại, các nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Hạ viện Mỹ đã không thể xúc tiến dự luật ngân sách cho phép chính quyền liên bang tiếp tục vận hành bình thường khi năm tài chính mới bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Bên cạnh đó, kịch bản chính phủ Mỹ đóng cửa gây nguy hiểm cho tài chính của hàng trăm nghìn người lao động. Theo đó, người lao động có thể phải tạm nghỉ không lương. Các công viên, bảo tàng và các cơ quan liên bang khác sẽ phải đóng cửa đồng thời một số dịch vụ thiết yếu của chính quyền bị ngưng trệ vì thiếu ngân sách. Các đảng viên cấp cao của Đảng Dân Chủ tại Thượng viện chạy đua tìm cách cứu chính phủ khỏi nguy cơ đóng cửa. Năm thành viên phủ quyết là các nghị sĩ đảng Cộng Hòa Dan Bishop của bang North Carolina, Eddie Bix của bang Arizona, Ellie Crane của bang Arizona, Marjorie Tyler Green của bang Georgia và Matt Rosendan của bang Montana. Cuộc bỏ phiếu hôm 21 tháng 9 đánh dấu lần thứ hai trong tuần nỗ lực tìm lối thoát cho nguy cơ đóng cửa chính phủ đã thất bại sau khi nhóm nghị sĩ cực hữu chặn dự luật hôm 19 tháng 9. Một số thành viên Đảng Cộng hòa lên kế hoạch chuẩn bị bốn dự luật ngân sách khác nhau, nhưng Nhà Trắng nói rằng Tổng thống Joe Biden có thể phủ quyết hai dự luật theo Reuters. Vừa qua, Đảng Cộng hòa tại Hạ viện xem xét một đề xuất ngắn hạn nhằm cắt giảm chi tiêu đối với hầu hết các cơ quan liên bang, đồng thời khôi phục các sáng kiến biên giới cứng dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump nhằm gia hạn ngân sách cho đến cuối tháng 10. Tuy nhiên, kế hoạch được cho khó phá vỡ sự bế tắc về ngân sách bổ sung chi cho các hoạt động của chính phủ Mỹ. Đảng Cộng Hòa vẫn chia rẽ về các đề xuất chính quyền Tổng thống Joe Biden, trong khi Đảng Dân Chủ khó có thể ủng hộ bất kỳ thỏa hiệp nào. Hồi tháng 6, chính phủ Mỹ đã tránh được nguy cơ vỡ nợ khi các thượng nghị sĩ bỏ phiếu thông qua giới hạn nợ chính phủ vào phút chót sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng. Được biết trước đây, Mỹ từng có những giai đoạn đóng cửa, trong đó có khoảng thời gian 35 ngày cuối năm 2018 đến đầu năm 2019 dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump dài nhất trong lịch sử Mỹ. Truyền thông Mỹ đưa tin Washington dự kiến cung cấp một số lượng ít tên lửa đất đối đất ATAC MS tầm xa cho Ukraine. Cam kết này được cho là đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 21 tháng 9. Tên lửa ATAC MS được thiết kế để khai hỏa từ bệ phóng HIMARS mà Mỹ đã viện trợ Ukraine từ năm ngoái. Với tầm bắn lên tới 300 km, Atak MS cho phép Ukraine tập kích mục tiêu xa gấp 4 lần so với các loại rocket của pháo phản lực HIMARS. Cũng trong chuyến thăm vừa rồi của Tổng thống Zelensky, khi trả lời báo giới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Mỹ là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ukraine. Chúng tôi thảo luận toàn diện và chúng tôi làm việc với Mỹ ở các cấp độ khác nhau. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi về chủng loại và số lượng tên lửa Atak MS sẽ được chuyển cho Ukraine. Động thái mới nhất diễn ra chỉ hơn 2 tháng sau khi Tổng thống Biden ký xác lệnh chuyển bom chùm cho Ukraine. Một số nguồn tin nói với tờ Washington Post rằng các tên lửa này dự kiến có đầu đạn chùm gây tranh cãi, trong đó chứa hàng chục quả bom nhỏ hơn. Mỹ đã nhiều lần hỗ trợ cho Ukraine, bao gồm cả vật chất lẫn tinh thần. Điển hình nhất, hồi tháng 7, Tổng thống Joe Biden quyết định gửi đạn chùm cho Ukraine sau đề nghị của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Quyết định này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, thậm chí là từ một số đồng minh thân cận của Mỹ. Trước đó, Nhà Trắng từng giải thích, việc cung cấp đạn chùm chỉ là biện pháp tạm thời cho đến khi công tác sản xuất đạn pháo thông thường được cải thiện. Ngoài ra, Ukraine có nghĩa vụ giảm thiểu rủi ro khi sử dụng bom, đạn chùm. Nga đã lập tức cảnh báo đáp trả nếu Mỹ gửi tên lửa tầm xa Atak MS cho Ukraine. Konstantin Karilov, người đứng đầu phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán ở Viên về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí cho biết, Moscow sẽ có phản ứng mạnh mẽ nếu Mỹ chuyển giao tên lửa Atak MS cho Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây khẳng định cuộc tấn công vào các tuyến phòng thủ của Nga sẽ tiếp tục bất kể thời tiết thế nào, đồng thời cho biết quân đội Nga đang mong muốn tạm dừng giao tranh. Ông Zelensky nói, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để cuộc phản công không dừng lại trong những ngày khó khăn vào mùa thu và mùa đông khi thời tiết xấu. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tuyên bố sẽ hủy chiếm thêm hai thành phố do Nga kiểm soát, song không tiết lộ tên thành phố và khung thời gian cụ thể. Ông Zelensky còn cam kết sẽ giành quyền kiểm soát Bắc Bút. Lực lượng Nga giành quyền kiểm soát thành phố này vào đầu năm nay sau nhiều tháng giao tranh căng thẳng. Kiev đã phát động cuộc phản công được báo trước từ lâu nhằm vào lực lượng Nga vào đầu tháng 6. Giao tranh ác liệt nhất đã diễn ra ở vùng Zaporizhia. Cuộc phản công đã không mang lại kết quả rõ rệt cho Kiev. Các lực lượng Ukraine được cho là đang gặp khó khăn trong việc chọc thủng tuyến phòng thủ do Nga dựng lên. Mới đây, ông Zelensky cũng thừa nhận Ukraine đã bắt đầu cuộc phản công quá muộn và điều đó giúp Nga củng cố phòng tuyến. Quân đội Nga đã thiết lập hệ thống phòng thủ mạnh mẽ, được bảo vệ bởi các bãi mìn trải dài hàng km, khi Moscow chờ đợi cuộc phản công của Ukraine bắt đầu. Phòng tuyến kiên cố của Nga dọc 1.000 km tiền tuyến không chỉ bao gồm các bãi mìn mà còn cả các chiến hào chống tăng, hầm trú ẩn và hàng rào dây thép gai. Các cuộc đụng độ ác liệt giữa hai bên khiến Kiev tổn thất nặng nề về nhân lực và trang thiết bị. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đưa ra ước tính thiệt hại của Ukraine lên tới hơn 71.000 quân nhân, 550 xe tăng và khoảng 18.000 phương tiện chiến đấu khác. Mới đây, Ukraine đã đạt được bước tiến lớn khi dường như lần đầu tiên các phương tiện của Kiev đã vượt qua phòng tuyến dữ dội nhất ở phía đông nam. Ukraine đã vượt qua phòng tuyến gần làng Verbov ở đông nam, khu vực Zaporizhia. Mặc dù đây là lớp phòng tuyến chính, còn được gọi là phòng tuyến Surovikin, nhưng vẫn còn nhiều lớp phòng tuyến phía sau cần vượt qua. Theo các chuyên gia, Ukraine sẽ đối mặt với những cuộc giao tranh khó khăn phía trước và Nga sẽ tìm cách đẩy lùi các lực lượng đã vượt qua phòng tuyến chính bằng xe bọc thép trong thời gian tới. Trước đó, nhà phân tích quốc phòng Michael Kopman thuộc Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế bình luận, tiến triển hiện tại qua phòng tuyến thứ hai ngoài Verbov vẫn chưa rõ ràng và còn quá sớm để khẳng định lỗ hổng trên là sự xuyên thủng phòng tuyến nga hãng thông tấn nhà nước Ria Novosti của nga dẫn lời một quan chức cho biết ukraine đã cố gắng chọc thủng các tuyến phòng thủ của moscow nhưng sau đó buộc phải rút lui thưa quý vị tòa án tối cao bang alabama đang cân nhắc việc cho phép bang này trở thành bang đầu tiên ở mỹ thi hành án tử hình với phạm nhân bằng phương pháp mới làm ngạt bằng khí nitơ Tuy nhiên các chuyên gia về tử hình cũng cho biết bang Alabama chưa cung cấp đủ thông tin chứng minh việc sử dụng một loại khí không màu, không mùi bên trong phòng thi hành án tử hình có thể giảm thiểu nguy hiểm cho lực lượng thi hành án và những người khác. Theo Reuters, tháng trước tổng trưởng lý bang Alabama Steve Marshall đã yêu cầu tòa án cho phép hành quyết tử tù Kenneth Smith, người bị kết tội giết người vào năm 1996 bằng cách sử dụng mặt nạ kết nối với một bình khí nitơ để khiến ông bị ngạt thở vì thiếu oxy. Các luật sư của ông Smith cho rằng phương pháp chưa được kiểm chứng có thể đi ngược hiến pháp Mỹ, vốn cấm các hình phạt tàn nhẫn và bất thường. Đồng thời lập luận rằng nỗ lực thi hành án tử hình với ông bằng bất kỳ phương pháp nào lần thứ hai là vi hiến. Các chuyên gia về tử hình cũng cho biết, bang Alabama chưa cung cấp đủ thông tin chứng minh việc sử dụng một loại khí không màu, không mùi bên trong phòng thi hành án tử hình có thể giảm thiểu nguy hiểm cho lực lượng thi hành án và những người khác. Để được tòa chấp thuận, văn phòng tổng trưởng lý Alabama đã công bố một phiên bản được biên tập câu chữ nghiêm ngặt của tài liệu trình bày cách thức thi hành án tử hình bằng khí niter, phương pháp mà gọi là tình trạng thiếu oxy vì niter. Hai bang Oklahoma và Mississippi của Mỹ cũng đã phê duyệt việc thi hành án tử hình bằng phương pháp này, nhưng vẫn chưa từng áp dụng trong thực tế. Trước đó, theo tờ The Guardian, bang Arizona, Mỹ từng lên kế hoạch sử dụng khí độc chết người Cyanua, còn được gọi là Zyklon B, để hành quyết tử tù. Zyklon B từng được Đức Quốc xã sử dụng để giết hại hàng trăm nghìn người Do Thái tại trại Auschwitz. Các tài liệu mà The Guardian thu thập được cho thấy, bang Arizona đã có được các nguyên liệu Kali những viên Natri Hydroxit và axit sulfuric. Các nhân viên nhà tù cũng đã thực hiện các bước để đảm bảo rằng một phòng hơi ngạt hàng chục năm tuổi tại nhà tù bang Arizona ở Florence đã sẵn sàng hoạt động. Theo ghi nhận của tờ Guardian, những bước đi này vẫn còn sơ khai một cách đáng kinh ngạc. Các công đoạn bao gồm cắm một ngọn nến lên các cửa ra vào và cửa sổ bị bị kín, nếu ngọn lửa của ngọn nến không nhấp nháy thì buồng đó được coi là kín khí. Và trong quá trình kiểm tra để đảm bảo nhân viên nhà tù nắm được các quy trình hoạt động của phòng khí độc, các cai ngục đã đóng vai những tù nhân phản đối hành hình mình, hét lên, "Đây là vụ giết người, tôi vô tội." Mặc dù bang Arizona đã không sử dụng phòng hơi ngạt trong 22 năm qua, nhưng nơi đây từng phụ thuộc rất nhiều vào khí độc gây chết người như một hình thức hành quyết. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vesinin nói hôm 22 tháng 9, đề cập đến Hiệp ước Cấm Thử Hạt Nhân Toàn Diện, Nga đã tuyên bố tự nguyện tạm dừng các vụ thử hạt nhân vào đầu những năm 1990 và đã cam kết thực hiện điều này kể từ thời điểm đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những cam kết này nếu các quốc gia hạt nhân khác hành xử tương tự. Ông Sergei Vesinin cho biết thêm, việc tự nguyện tạm dừng thử nghiệm hạt nhân rất quan trọng, song trên thực tế, việc thực thi hiệp ước vẫn chưa được các bên chấp hành. Các biện pháp đơn phương cũng không thể thay thế cho nghĩa vụ quốc tế theo hiệp ước. Thứ trưởng Sergei Vosinin tuyên bố Nga sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy việc thực thi hiệp ước trên thực tế. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện ngày 24 tháng 9 năm 1996, hiệp ước cấm các vụ thử vũ khí hạt nhân cho cả mục đích dân sự và quân sự. Trong mọi trường hợp, hiệp ước đã được 178 quốc gia phê chuẩn, trong đó có cả Anh, Pháp và Nga. Thế nhưng, hiệp ước vẫn chưa có hiệu lực, để có hiệu lực, hiệp ước cần sự chấp thuận của 44 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc có năng lực tiềm tàng để sở hữu vũ khí hạt nhân. Tám quốc gia trong danh sách này nằm ngoài hiệp ước gồm Ấn Độ, Triều Tiên và Pakistan chưa ký hiệp ước, trong khi đó Ai Cập, Israel, Iran, Trung Quốc và Mỹ đã ký xong không phê chuẩn tuy nhiên mới đây ảnh vệ tinh do hãng cnn thu thập độc quyền cho thấy nga mỹ và trung quốc đều xây dựng các cơ sở và đào đường hầm mới tại các bãi thử hạt nhân của mỗi nước trong những năm gần đây những động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa ba cường quốc tăng tới mức cao nhất trong nhiều thập niên dù không có bằng chứng nào cho thấy nga mỹ hay trung quốc đang chuẩn bị cho một vụ thử nghiệm hạt nhân song các bức ảnh do một nhà phân tích nổi tiếng trong các cuộc nghiên cứu về không phổ biến vũ trụ hạt nhân thu thập và cung cấp đã cho thấy sự mở rộng tại ba địa điểm thử hạt nhân so với những năm trước đây trung quốc hiện có bãi thử tại tân cương nga có bãi thử tại quần đảo bắc băng dương và mỹ có bãi thử tại sa mạc nevada Trung Quốc và Mỹ đã ký những phê chuẩn hiệp ước cấm thử nghiệm hạt nhân. Nga đã phê chuẩn nhưng Tổng thống Putin hồi tháng 2 tuyên bố ông sẽ ra lệnh tiến hành một vụ thử nghiệm hạt nhân nếu Mỹ thử nghiệm trước. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK trong một báo cáo mới nhất ngày 23 tháng 9 cho biết, họ lần đầu tiên thấy lực lượng Ukraine đang sử dụng xe bọc thép bên ngoài lớp phòng thủ ba lớp của Nga được biết khả năng Ukraine đưa các phương tiện bọc thép đến và vượt qua các hệ thống phòng thủ đáng gờm nhất của Nga nhằm ngăn chặn chúng và vận hành các phương tiện này gần các vị trí phòng thủ đã được chuẩn bị sẵn của Nga là những dấu hiệu quan trọng cho thấy sự tiến bộ trong cuộc phản công của Ukraine. Nga hiện chưa bình luận về các nhận định của Viện nghiên cứu chiến tranh liên quan đến diễn tiến ở mặt trận Zaporizhia. Tuy nhiên, TASS dẫn lời ông Denis Pushilin quyền lãnh đạo Felikai Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết lực lượng Nga đã đẩy lùi các đơn vị Ukraine khỏi các vị trí ban đầu sau khi đối phương tìm cách tiến quân ở Krasnyriman. Còn ở Crimea, giới chức Sevastopol do Nga bổ nhiệm thông báo ít nhất một tên lửa đã bắn trúng trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga ở thành phố cảng của Crimea. ISV kép cho rằng đoạn video chứng minh Ukraine đã xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Nga, đủ để cho phép các phương tiện bọc thép tiến về phía trước, đồng thời ngăn chặn pháo binh và những vũ khí khác của Moscow. Ukraine nỗ lực phá vỡ tuyến phòng thủ của đối phương trong mấy tuần qua và có thể đang chuẩn bị cho một cú hích mới. Những bước chiến thuật nhỏ này có thể là sự khởi đầu của một tiến bộ lớn hơn và quan trọng hơn, ISV kép nhận định, nhưng nói thêm rằng vẫn quá sớm để đưa ra dự báo tự tin. Kép biết rằng họ đã liên tục quan sát bước tiến chậm nhưng đều đặn của quân đội Ukraine trong khu vực này, bất chấp thực tế là quân đội Nga đang chuyển các bộ phận của các đơn vị tương đối tinh nhuệ tới đây để tăng cường các hoạt động phòng thủ. Trước đó, quân đội Ukraine đã tiến hành một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào sân bay Nga gần Saki ở Crimea và có thể làm hư hỏng máy bay Nga. Các lãnh đạo Ukraine từ lâu tuyên bố họ vẫn đặt mục tiêu giành lại tất cả các vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát, trong đó có cả Crimea. Ukraine nhiều lần khẳng định những cuộc tấn công vào Crimea nhắm tới các căn cứ và tàu hải quân Nga là một phần không thể thiếu trong chiến lược phản công của họ, Kyiv muốn cô lập bán đảo và khiến Nga gặp khó khăn trong việc hỗ trợ các hoạt động quân sự trên đất liền Ukraine. Thưa quý vị, Iran vừa qua khoe nhiều khí tài quân sự trong lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 43 năm ngày bùng nổ chiến tranh Iran-Iraq. Trong số đó, có máy bay không người lái UAV tầm xa nhất trên thế giới, cùng với tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh. Iran vừa đưa máy bay không người lái UAV tầm xa nhất thế giới cùng tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu vượt âm tham gia cuộc diễu binh nhân kỷ niệm cuộc chiến những năm 1980 với Iraq. Truyền thông quốc gia Iran cho hay, các UAV ra mắt tại buổi diễu binh và những chiếc UAV được trưng bày trong sự kiện là Mohajer, Saed và Aras Tháng trước, Iran thông báo nước này đã chế tạo một máy bay không người lái tiên tiến có tên Mohajer 10 với tầm bay, thời gian bay được cải tiến và có trọng tải lớn hơn. Cụ thể, UAV có tầm bay 2.000 km, có thể bay suốt 24 giờ và có tải trọng lên tới 300 kg, gấp đôi tải trọng của máy bay Mohajer 6. Mỹ cáo buộc Iran cung cấp Mohajer 6 cùng nhiều máy bay không người lái khác cho Nga để sử dụng trong kế hoạch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, theo The Guardian, trong ngày 18 tháng 9, tổng thống Iran, Ibrahim Raisi, đã phủ nhận việc này. Ông Raisi nói, "Chúng tôi phản đối cuộc xung đột. Nếu ai có tài liệu cho thấy Iran đã cung cấp vũ khí hoặc UAV cho Nga kể từ tháng 2 năm 2022, họ nên trình bày chúng." Vào tháng 11 năm 2022, tổng thống Raisi thừa nhận rằng Iran đã gửi UAV tới Nga, nhưng việc này xảy ra trước xung đột và với số lượng hạn chế. Mặt khác, các quan chức phương Tây vẫn cáo buộc rằng số lượng UAV của Iran xuất hiện tại Ukraine có xu hướng tăng dần. Hồi đầu tháng 9, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua với số phiếu áp đảo ba dự luật trừng phạt nhằm vào Iran, trong đó lần đầu tiên bao gồm lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu tên lửa và máy bay không người lái của nước Cộng hòa Hồi giáo. Các biện pháp này sẽ áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt đối với nhà lãnh đạo tối cao, tổng thống và các cá nhân khác của Iran. Bên cạnh việc trừng phạt lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu tên lửa và máy bay không người lái, Hạ viện Mỹ cũng thông qua hai dự luật khác liên quan tới các cáo buộc của Mỹ về vai trò của Iran đối với những sự kiện xảy ra tại khu vực và các cuộc biểu tình diễn ra tại nước này hồi giữa năm ngoái. Tháng trước, hãng tin Bloomberg dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết nước này đã bắt đầu nới lỏng việc thực thi các biện pháp trừng phạt với việc bán dầu của Iran, giúp khôi phục sản xuất của nước này lên mức cao nhất kể từ khi các hạn chế được áp dụng cách đây 5 năm. Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA công bố báo cáo cho thấy Iran đã giảm tốc độ sản xuất urani làm giàu cấp độ cao trong những tháng gần đây. Ukraine dường như đã xuyên thủng hệ thống bẫy chống tăng kiên cố và tuyến phòng thủ răng rồng trong một cuộc tiến công mạnh mẽ. Các nhà phân tích cho hay khi phản ứng trước một đoạn video cho thấy dường như xe Striker và xe chiến đấu bộ binh Marder đã vượt qua các phòng tuyến của Nga. Cuộc tiến công bằng xe bọc thép đánh dấu bước phát triển đáng kể cho lực lượng Ukraine đang chiến đấu ở khu vực Zaporizhia. Các lực lượng của Kiev đã lấy lại đà tiến công trong những tuần gần đây với những thành quả nhỏ về lãnh thổ và gia tăng sức ép lên phòng tuyến vững chắc của Nga. George Barros, nhà phân tích tình báo thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, đã chia sẻ một video trên mạng xã hội ngày 21 tháng 9 cho thấy cuộc tiến công bằng xe bọc thép của Ukraine. Ông Barros xác định cuộc tấn công diễn ra gần làng Verbov ở phía nam, hướng mà các lực lượng của Kiev đang tiến công. Ông cũng cho biết đoạn video cho thấy các phương tiện phía sau phòng tuyến Nga đã đẩy lùi các phương tiện hạng nặng này. Theo ISW, Ukraine vẫn chưa hoàn toàn xuyên thủng phòng tuyến Nga bởi vì các phương tiện này chưa thâm nhập các vị trí phòng thủ được chuẩn bị kỹ càng trong khu vực này. Dù vậy, ISVK cho rằng khả năng triển khai xe bọc thép và đi qua các hệ thống phòng thủ kiên cố nhất của Nga là một dấu hiệu tiến triển quan trọng trong cuộc phản công của Ukraine. Bình luận của ISVK cho thấy khu vực Ukraine xuyên thủng phòng tuyến Nga đã đủ lớn để cho xe bọc thép di chuyển và dường như Kiev có khả năng ngăn chặn pháo binh Nga, cũng như đối phó với các phương tiện khác. Ông Baros cho biết Ukraine đã nỗ lực xuyên thủng phòng tuyến Nga trong một vài tuần qua và có lẽ đang chuẩn bị cho một cuộc tiến công mới. ISVGF đánh giá, những bước đi chiến thuật nhỏ có lẽ là khởi đầu của một cuộc tiến công lớn hơn và đáng kể hơn, đồng thời thận trọng cho rằng còn quá sớm để đưa ra dự báo rõ ràng. Rob Lee, nhà phân tích quốc phòng cho biết, lực lượng xuất hiện trong video dường như là lữ đoàn tấn công trên không số 82 của Ukraine. Lữ đoàn này bao gồm 2.000 binh lính, trước đó nằm trong số lực lượng dự trữ nhưng sau đó đã tham gia cuộc phản công vào đầu tháng 8. Bộ binh Ukraine cố gắng tiến công dọc phòng tuyến Surovikin của Nga trong những tuần gần đây, mặc dù trước đó Kiev không thể triển khai xe bọc thép do những chướng ngại vận phức tạp. Phòng tuyến Surovikin trải dọc vùng lãnh thổ Nga kiểm soát ở phía đông và phía nam Ukraine là một hệ thống phòng thủ phức tạp bao gồm các bẫy chống tăng, tuyến răng rồng và chiến hào. Striker và mother dường như là những phương tiện hạng nặng đầu tiên vượt qua các lớp phòng thủ này. Đầu tháng này, Ukraine cho biết các lực lượng của nước này đã giành lại làng Robotai nằm trên một mạng lưới đường bộ dẫn tới Melitopol. Bakhmut bị lực lượng Nga chiếm giữ hồi tháng 5 là chiến lợi phẩm lớn duy nhất của Moscow trong hơn một năm giao tranh ác liệt. Thành phố từng bị cả hai tham chiến mô tả như một cái máy xay thịt. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong tuần này rằng Kiev sẽ chiếm lại thành phố sau khi giải phóng được Andriyevka và Kalitschevka ở phía nam vào tuần trước. Trước đó, Kiev đã tuyên bố giành kiểm soát một số ngôi làng có tầm quan trọng chiến lược gần Bắc Mút. Ông Vladislav Ugoni, nhà báo nổi tiếng người Nga sinh tại Donetsk, đã đưa ra đánh giá chi tiết về ý nghĩa của những bước tiến trên mặt trận khốc liệt này. Theo đài RT Nga, dù cuộc phản công của Ukraine theo hướng Zaporizhia trên thực tế đã bị đình trệ trong vài tháng qua, lực lượng Kiev đã đạt được một số bước tiến ở khu vực phía đông của mặt trận này. Trong khi đó, cuộc giao tranh ở Bắc Mút bắt đầu từ tháng 8 năm 2022 vẫn tiếp diễn và đang nóng trở lại. Sau 4 tháng nỗ lực phản công không có kết quả, vào tháng 9, lực lượng vũ trang Ukraine AFU cuối cùng đã tiến vào các ngôi làng Andriyevka và Kalitschevka phía tây nam Bắc Mốt. Theo nhà quan sát Ugoni, Ukraine cần giành quyền kiểm soát các khu định cư này để phát động một cuộc tấn công mới vào Bắc Mút. Trước bước tiến của Ukraine, lực lượng Moscow giữ tuyến phòng thủ dọc theo tuyến đường sắt bakhmut golovka Hoạt động của AFU gần Bakhmut bắt đầu một tháng trước cuộc phản công chính. Vào ngày 10 tháng 5, trong khi các trận chiến vẫn đang diễn ra ác liệt, bên trong Bakhmut, lực lượng Ukraine đang cố gắng tiếp cận hai sườn của thành phố chiến lược này. Thời điểm đó, Bộ Chỉ huy Nga lo ngại rằng cuộc phản công này sẽ phá hủy mạng lưới phòng thủ và làm gián đoạn cuộc tấn công vào thành phố của họ. Nhưng vào ngày 20 tháng 5, Bakhmut đã nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow. Chính quyền Ukraine chưa từng chính thức thừa nhận mất kiểm soát Bakhmut. Song Viện Nghiên cứu Chiến tranh ngày 23 tháng 5 lưu ý, Bộ Tổng tham mưu Ukraine không đề cập đến thành phố này trong báo cáo tình hình chiến sự lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2022. Cuối tháng 5, trong đợt điều chuyển quân lớn của Nga, lực lượng Ukraine vẫn nỗ lực phản công ở hai bên sườn thành phố, với hy vọng lực lượng phòng thủ mới của Nga sẽ yếu hơn. Đầu mùa hè, AFU tập trung lực lượng hùng mạnh xung quanh Bắc Mút, bao gồm lữ đoàn xung kích số 3 và số 5, lữ đoàn xung kích hàng không số 80, lữ đoàn cơ giới số 22 và 24 và lữ đoàn xung kích Li Út của quân đội quốc gia. Các lực lượng này được bố trí ở sườn phía nam của cuộc phản công. Trong khi đó, lực lượng tập trung ở sườn phía bắc có phần yếu hơn, bao gồm lữ đoàn dù di động số 77, lữ đoàn cơ giới hóa số 57, lữ đoàn cơ giới số 60 và 92. Victor, một xạ thủ súng máy 23 tuổi thuộc lữ đoàn tấn công riêng biệt thứ ba, một trong những người chỉ huy cuộc phản công của Ukraine ở ngoại ô phía nam Bắc Mút. không nghi ngờ gì rằng Ukraine sẽ lại giải phóng thành phố đổ nát này. Victor nhấn mạnh, nhưng điều đó sẽ không dễ dàng vì Nga vẫn sẽ chiến đấu hết mình để giữ Bắc Mút. Điều đó được thể hiện qua sự khốc liệt của trận chiến mà đơn vị của Victor vừa trải qua ở những ngôi làng xa xôi. Thưa quý vị, công ty Aeroscan của Nga một phần của tập đoàn Zalaero có trụ sở tại Izhev đã giới thiệu một loại UAV cảm tử tầm xa mới có tên Itamas. Đây là loại máy bay trinh sát và tấn công không người lái thế hệ mới. Trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại nhà máy sản xuất của công ty AeroScan, một chiếc máy bay không người lái tấn công mới đã xuất hiện, đó chính là UAV cảm tử tầm xa Itamas. UAV cảm tử tầm xa Intamaz Nga được nhận xét sẽ trở thành cơn ác mộng mới cho các phương tiện quân sự phương Tây. Lãnh đạo của công ty AeroScan giới thiệu chiếc máy bay không người lái cảm tử Intamaz này sẽ có hiệu suất tốt hơn nhiều so với loại Lancet đã có màn thể hiện rất thành công trên chiến trường suốt thời gian qua. Điển hình như Intamaz có đầu đạn tăng cường, không nêu chi tiết các thông số và tầm hoạt động tăng lên 200 km. Trái tim của chiếc UAV là động cơ xăng thay vì điện bình xăng dường như được chìm vào kết cấu cánh. Báo chí Nga cho rằng việc thử nghiệm máy bay không người lái cảm tử Intamat đã bắt đầu vào mùa đông năm 2022 và chỉ đến bây giờ, tức là vào đầu mùa thu năm nay, chiếc UAV này mới đạt được điều kiện cần thiết. Mặc dù vậy, các chi tiết của thông số kỹ thuật khác liên quan đến dự án này vẫn chưa được công khai rõ ràng. Bất chấp mối đe dọa vẫn chỉ ở trên lý thuyết, thông tin về loại vũ khí mới đã gây lo lắng cho nhiều đối thủ của Nga. Giới chuyên gia nhận định UAV mới này có thể là giải pháp lý tưởng để phá hủy các hệ thống như pháo phản lực dẫn đường HIMARS cũng như các hệ thống tầm xa khác của phương Tây, tăng cường khả năng phòng thủ của lực lượng vũ trang Nga. Trước khi UAV cảm tử tầm xa Intanmas xuất hiện, tạp chí Mỹ cũng từng phỏng đoán rằng UAV cảm tử Lancet của Nga hiện đã được cải thiện phạm vi hoạt động và có thể vươn tới các căn cứ không quân chính của Ukraine. Thực tế là hàng loạt máy bay MiG và khoi đậu trên đường băng giờ đây có thể dễ dàng trở thành mục tiêu của UAV Lancet tầm xa. Lancet được đánh giá là một trong những UAV hiệu quả nhất của Nga trên chiến trường Ukraine, nhưng tầm hoạt động trước đây của nó không vươn xa đến vậy. Cuộc tấn công được nhắm vào máy bay MiG của Ukraine tại sevo có thể là màn ra mắt của mẫu UAV Lancet mới Idelie 53. Trước đó, các nhà sản xuất UAV của Nga đã trình làng một số máy bay không người lái mới tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế AMI 2023. Trong số này có Idelia 53, còn được gọi là Z53. Đây là một loại đạn dược làng vàng thế hệ tiếp theo của UAV Lancet do Zala Aero phát triển. Những chiếc UAV như vậy có khả năng mang trọng tải lên tới 5kg, được thiết kế để bay theo nhóm, có thể liên lạc và phối hợp với nhau để tìm kiếm và chỉ định mục tiêu trên mặt đất từ các khẩu đội tên lửa, hệ thống phòng không cho tới xe thiết giáp của đối phương. Không giống như mẫu Lancet hiện nay được phóng từ một đường dây khí nén đặc biệt, Z-53 được phóng từ các ống nhỏ đặt trên mặt đất, có cấu hình tương tự như súng cối nhưng gọn nhẹ và dễ di chuyển. Tạp chí Mỹ phỏng đoán tầm hoạt động mới, xa hơn của Lancet có thể đe dọa không chỉ các máy bay MiG tại Donetsk, mà còn bất cứ máy bay chiến đấu nào của Ukraine đang sử dụng căn cứ dự bị tại Vonesen ở vùng Nikolaev. Sau khi trình làng, biến thể Lancet mới có thể bay được khoảng cách xa hơn, Nga đã đặt ra cho Ukraine một tình thế tiến thoái lưỡng nan mới trong bối cảnh Kiev sắp được nhận tiêm kích F-16. Quân dẫn nguồn tin từ chỉ huy chiến trường của Ukraine cho biết các lực lượng nước này đã chọc thủng được tuyến phòng thủ chính của Nga ở phía đông nam bằng xe bọc thép. Bước tiến này đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc phản công kéo dài hơn 3 tháng nhằm đẩy lùi các lực lượng Nga. Theo nguồn tin trên, lữ đoàn xung kích đường không số 82 đã triển khai xe chiến đấu bộ binh Marder, MBP, xe bọc thép bánh lốt Stryker cùng các đơn vị lân cận băng qua các chiến hào ngoài cùng và chướng ngại vật giang rồng chống tăng gần làng Verbov ở vùng Zaporizhia. Tại đây, các lữ đoàn của Ukraine đã giao chiến dữ dội với ba trung đoàn cùng các lực lượng đặc nhiệm và lực lượng dự bị của Nga đang giữ thế phòng thủ việc điều động các phương tiện hạng nặng để chọc thủng lớp phòng thủ đầu tiên được gọi là phòng tuyến Surovikin, gồm ba lớp, bãi mìn, chứa ngại vật và các công sự bằng bê tông kiên cố là điều cực kỳ khó khăn đối với Ukraine, bởi việc phòng thủ của Nga gần vơ bốp rất chặt chẽ. Các phương tiện và lực lượng bộ binh của Ukraine thực hiện nhiệm vụ tấn công phòng tuyến từ hôm 20 tháng 9 đã phải băng qua một bãi đất trống kéo dài từ chiến hào chính ở phía ngoài tới rìa ngoài của Verbov trong khoảng 1,6 km không có bất cứ chướng ngại hoặc vật cản gì che chắn ở giữa. Để tiến vào Verbov và trú ẩn trong các tòa nhà ở phía tây của thị trấn, quân đội Ukraine phải hành quân về phía đông ít nhất 1,6 km. Nhưng điều này khiến họ dễ rơi vào tầm ngắm của máy bay không người lái cảm tử mang bom hoặc pháo binh Nga. Không một chỉ huy nào của Ukraine đánh giá đây là nhiệm vụ dễ dàng. Một sĩ quan Ukraine nói với Wall Street Journal, chúng tôi đang cố gắng vượt qua và tấn công đối phương, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ. Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề khi cố gắng xuyên thủng phòng tuyến của Nga gần Bốp. Pháo binh Nga đã tấn công xe bọc thép chở quân Stryker chở 11 binh sĩ và kiếp lái, trong khi UAV cảm tử của Nga đã làm nổ tung xe chiến đấu bộ binh BMP. Nhiều binh sĩ Ukraine đã bị máy bay không người lái mang lựu đạn của Nga tấn công khi đang trú ẩn trong một chiến hào đợt tấn công của Nga chỉ kết thúc khi Ukraine bắt đầu giành lại các khu định cư và mở rộng phạm vi bao phủ bằng UAV và pháo binh để đẩy lùi đối phương. Binh sĩ Ukraine Alexander Solonko cho biết, dù bạn thuộc lực lượng nào, thiết giáp, các đội sơ tán, nhóm trinh sát trên không hay bộ binh thì tất cả chuyển động của bạn đều có thể bị đối phương quan sát từ xa. Nga đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về thiết bị và nhân sự để phát hiện mục tiêu từ xa và nhắm bắn cả hai phía đều hiểu rằng có rất ít nơi an toàn để ẩn nấp hoặc triển khai quân. Theo Solonko, bom lượn dẫn đường bằng vệ tinh của không quân Nga nặng tới 1,5 tấn là vũ khí khiến Ukraine lo sợ nhất. Một quả bom KAB khi phát nổ có thể tạo ra một hố sâu đến vài chục mét và tiêu diệt lực lượng bộ binh ở khoảng cách khoảng vài trăm mét. Các lực lượng Ukraine phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm khi chọc thủng các công sự của đối phương, sau đó là băng qua địa hình rộng lớn tiếp giáp khu vực này trước khi lữ đoàn 82 và các đơn vị chiến đấu dọc theo trục Melitopol tấn công Verbov, họ đã giành quyền kiểm soát Robotai, cách đó vài km về phía tây bắc. Quá trình chọc thủng phòng tuyến của Nga tại Robotai cũng khó khăn không kém so với Verbov. Tại đây, Ukraine phải điều động pháo binh dẫn đường và triển khai bộ binh theo sau. Họ tiến lên một cách chậm chạp, tính toán kỹ lưỡng từng đường đi nước bước và cái giá phải trả để giành được thị trấn Robotai. Nhiệm vụ tiếp theo của Ukraine là sẽ tiến đánh và giành toàn quyền kiểm soát Verbov. Theo giới phân tích, nhiệm vụ này nhiều khả năng sẽ được giao cho quân đoàn tác chiến số 9 của Ukraine, một lực lượng mạnh mẽ bao gồm nhiều lữ đoàn được trang bị tốt nhất ở mặt trận phía Nam. Trong quá trình chiến đấu giành Robotai, các lữ đoàn phía Nam đã giữ lại phần lớn thiết giáp để có thể đủ phương tiện huy động trong trường hợp lực lượng tiên phong chọc thủng được tuyến phòng thủ của Nga việc xuyên thủng tuyến phòng thủ của Nga bằng phương tiện hạng nặng là điều quan trọng đối với Ukraine khi cuộc phản công đang ở thời điểm then chốt. Kiev đang có ý định tiến về phía nam tới biển Azov để cắt đứt các tuyến tiếp tế của Nga dọc theo hành lang nối lục địa Nga với bán đảo Crimea. Mục tiêu chính nhằm ngăn chặn Nga củng cố quyền kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraine mà các lực lượng này giành được ngay cả khi quân đội ukraine không thể tiếp cận bờ biển những bước tiến xa hơn sẽ cho phép họ nhắm mục tiêu vào các tuyến đường tiếp tế của nga bằng tên lửa và pháo binh khiến moscow gặp khó khăn khi hỗ trợ lực lượng đồn trú ở phía nam ukraine nhưng chặng đường phía trước đối với ukraine vẫn còn nhiều thách thức các lực lượng của nước này đã suy yếu hơn sau các cuộc giao tranh kéo dài trên những vùng đồng bằng rộng lớn trong khi nga đang nỗ lực gia cố các công sự và chiến hào ở phía sau các khu vực mà ukraine tập trung tấn công Tướng Oleksandr Tanapsky, chỉ huy nhóm tác chiến chiến lược Tapria của quân đội Ukraine, trong một cuộc phỏng vấn với CNN dạng sáng ngày 23 tháng 9 nói rằng, ông không thể xác định việc binh sĩ tập đoàn lính tư nhân Wagner có được tái triển khai ở mặt trận Kherson hay không. Trên thực tế, huy hiệu lực lượng này xuất hiện ở khắp nơi. Ông Tanapsky nói thêm khi được hỏi về một số báo cáo gần đây có đề cập tới việc lính tư nhân Wagner được tái triển khai theo hướng mặt trận Kherson chúng tôi nghi ngờ về sự hiện diện của wagner nếu phát hiện một nhóm quân đối phương trong lúc tiến hành các nhiệm vụ sẽ thực hiện nó theo những cách thức phi tiêu chuẩn hơn điều này buộc chúng tôi phải đặt ra nghi vấn việc liệu wagner đã trở lại những nghi vấn trên được vị tướng ukraine đưa ra chỉ vài ngày sau khi trang avia pro cho biết các chiến binh wagner đang tích cực tham gia vào nhiều hoạt động trên chiến trường Kể từ cuộc binh biến hồi tháng 6, Điện Kremlin đã kiểm soát chặt chẽ hơn Wagner và đề nghị các chiến binh Wagner có thể gia nhập quân đội Nga hoặc tới Belarus. Trong bối cảnh có nhiều băn khoăn về tương lai của Wagner, kênh Telegram của PMC đã đăng tải hình ảnh binh sĩ cầm cờ Wagner và cờ Nga bên ngoài một trạm xe buýt tại một địa điểm không được tiết lộ kèm theo tuyên bố. Các binh sĩ của một trong các trung đội biệt kích xung kích số 1 sau khi tập hợp đang quay trở lại khu vực xung đột để bảo vệ lợi ích và chiến thắng của Nga. Các thành viên Wagner từng kiếm hàng nghìn đô la Mỹ mỗi tháng khi tham chiến ở Ukraine nhờ đế chế kinh doanh rộng khắp của ông trùm Prigozhin và sự hỗ trợ của chính phủ Nga. Tuy nhiên, kể từ sau vụ nổi loạn, các khoản ngân sách chính phủ cho Wagner đã bị cắt, trong khi các hoạt động kinh doanh của Prigozhin cũng đình trệ. Các thành viên Wagner không ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, sau đó chuyển tới Belarus cùng với ông Trùm, nơi họ tham gia một số hoạt động huấn luyện cho lực lượng vũ trang nước này. Tuy nhiên, điều kiện sống tồi tệ và thù lao thấp đã khiến thành viên Wagner rời bỏ tổ chức và trở về Nga, khi tương lai của tập đoàn ngày càng trở nên bất bình. Thưa quý vị, Ủy ban châu Âu EC, cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu EU, mới đây dự kiến sẽ sớm tổ chức các cuộc đàm phán chính thức về việc Ukraine gia nhập EU. Tín hiệu này được xem là động lực lớn đối với Kiev. Bloomberg đưa tin Ủy ban châu Âu EC có thể khởi động quá trình đàm phán để Ukraine gia nhập Liên minh châu EU vào tháng tới. Quá trình này có thể mất nhiều năm. Các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến sẽ nhấn mạnh vào tiến bộ của Ukraine trong các lĩnh vực chính như loại bỏ tầng gốc nặng tham nhũng. Theo Bloomberg, tín hiệu này được xem là động lực lớn đối với Kiev. Quá trình gia nhập EU, Ukraine sẽ phải đẩy mạnh kế hoạch chống tham nhũng, cải cách hệ thống tư pháp và củng cố nền kinh tế để phù hợp với tiêu chí EU. Mới đây, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michael tuyên bố EU dự định bắt đầu thảo luận việc kết nạp Ukraine và một số quốc gia khác sớm nhất vào tháng 10. Ông nói rằng việc mở rộng EU hiện không còn là giấc mơ. Theo ông Charles Michael, các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận vấn đề này tại cuộc họp tiếp theo của Hội đồng châu Âu. Tại đây, lãnh đạo các nước EU sẽ đưa ra quan điểm về việc mở các cuộc đàm phán với Ukraine và Moldova. Tại hội nghị thượng đỉnh EU-Ukraine Hồi tháng 2, EU không đáp ứng được yêu cầu của Kiev về một quá trình nhanh chóng hướng tới việc gia nhập khối, nhưng lãnh đạo các nước EU ca ngợi cam kết và tiến bộ của Ukraine thời gian qua. Ukraine đã được trao tư cách ứng cử viên đầy đủ vào năm ngoái. Gần đây, Kiev cho biết họ hy vọng sẽ trở thành thành viên đầy đủ của EU vào năm 2026. Các cuộc đàm phán giữa EU và Ukraine tại hội nghị tập trung vào việc cải thiện khả năng tiếp cận các sản phẩm của Kiev vào thị trường EU. Các nước EU đã cung cấp một lượng lớn vũ khí cho Ukraine trong năm qua và cam kết gửi vũ khí hạng nặng như xe tăng chiến đấu đến nước này. Một thành viên của Liên minh châu EU là Ba Lan đã đưa ra quan điểm về việc Ukraine gia nhập EU. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ba Lan Robert Telut cho rằng, nếu Ukraine gia nhập Liên minh châu EU, nước này sẽ phải tuân thủ một số điều kiện nhất định do nền nông nghiệp của Kiev có thể gây rủi ro cho toàn khối. Khi được hỏi liệu va có thực hiện biện pháp nào để phản đối khi ép gia nhập EU hay không, vì Ba Lan đã áp đặt lệnh cấm ngũ cốc Ukraine. Bộ trưởng Telus đã trả lời, mặc dù chính phủ Ba Lan ủng hộ Ukraine gia nhập khối, nhưng một số vấn đề nhất định sẽ phải được giải quyết trước khi điều đó có thể trở thành hiện thực. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cũng nhấn mạnh, Vaksava sẽ không cho phép ngũ cốc giá rẻ của Ukraine tràn ngập thị trường Ba Lan và làm gián đoàn ngành nông nghiệp nước này. Ông nói thêm, bất kể EU nói gì, Ba Lan sẽ đóng cửa biên giới với ngũ cốc Ukraine để bảo vệ lợi ích của nông dân trong nước. Ukraine ngày càng thoải mái trong việc tấn công UAV vào Moscow hoặc tấn công tên lửa tầm xa vào Crimea. Nhìn lại một năm trước, các quan chức phương Tây đã bày tỏ lo ngại sâu sắc dù chỉ là ý tưởng về việc tấn công lãnh thổ Nga. Các nước này cũng từ chối cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa. Tuy nhiên hiện nay, Crimea gần như bị tấn công hàng ngày và phương Tây không lên tiếng về vấn đề đó bởi các tên lửa được sử dụng là do Ukraine sản xuất. Ngoài ra, có một rủi ro nghiêm trọng khác có thể khiến xung đột căng thẳng hơn. Hai vụ việc gần đây ở Romania và Bulgaria khi các mảnh vỡ của máy bay không người lái được tìm thấy trên lãnh thổ hoặc phát nổ bên trong lãnh thổ các nước NATO này đã cho thấy điều không thể nghĩ tới cách đây một năm đang xảy ra các quan chức Bulgaria hầu như không cung cấp thông tin chi tiết về việc làm cách nào UAV trên đến được khu nghỉ dưỡng TU Lenovo ở Biển Đen và cho biết nước này không thể kết luận UAV thuộc sở hữu của ai và đến từ đâu. Trong khi đó, Tổng thống Romani Klaus Iohannis gọi việc phát hiện ra các mảnh vỡ UAV, nghi là UAV của Nga lần thứ hai trong một tuần, là một sự vi phạm không thể chấp nhận trên không phận NATO. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine cáo buộc máy bay không người lái của Nga đã rơi xuống và phát nổ trên lãnh thổ Rumani trong cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng cảng trên sông Danube. Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Các lực lượng của Ukraine hiện vẫn chưa đạt được mục tiêu họ kỳ vọng khi mùa thu đến. Tại những khu vực quanh Robotai, phía nam Orykiv, và phía bắc Mariupol trong mùa hè vừa qua, giao tranh giữa hai bên diễn ra ác liệt trong nhiều tuần với thành quả được tính bằng từng con đường hoặc thậm chí từng ngôi nhà. Tại những ngôi làng như Staromayotke và Yurohaine, hầu như có rất ít nơi để quân đội Ukraine tìm chỗ trú ẩn. Sự mất kiên nhẫn và mệt mỏi ở phương Tây về tiến triển cuộc phản công của Ukraine ngày càng gia tăng một số nhà quan sát cho rằng nỗ lực chiến đấu của Kiev là để giành lại lãnh thổ, nhưng cuộc xung đột này cũng là một khoảnh khắc quan trọng với an ninh châu Âu, bởi kết quả trong hai tháng tới có thể quyết định hướng đi của thập kỷ tới trên quy mô toàn cầu. Trong khi Ukraine đạt được một vài tiến triển ở mặt trận phía Nam vào đầu tháng này, thì dường như nhịp độ tiến công lại một lần nữa chậm lại. Ukraine vẫn còn một khoảng cách so với Tokmak trên đường tới Melitopol, và đạt được mục tiêu chia cắt bán đảo Crimea khỏi hành lang trên đất liền nối với lục địa Nga. Những vùng lãnh thổ Ukraine mới giành lại hầu như không còn lại gì. Dù vậy, cuộc giao tranh này vẫn rất quan trọng. Hồi cuối tháng 11, thời tiết sẽ trở nên lạnh hơn, trong khi đó mặt đất ẩm ướt và nhiều bùn lầy cản trở hoạt động của xe bọc thép. Nếu so sánh với cuộc tiến công lớn của Ukraine vào giữa tháng 11 năm ngoái và sau đó Nga rút quân khỏi Kherson, thì có thể khẳng định rằng Kiev chỉ còn lại 8 tuần để cố gắng đạt đột phá. Khi tuyết rơi, giới quan sát dự đoán Moscow sẽ tăng cường các tuyến đầu. Ngày ngắn hơn và thời tiết lạnh giá sẽ khiến các đơn vị tấn công của Ukraine dễ bị tấn công khi thọc sâu vào phòng tuyến Nga. Một số nhà phân tích cho rằng Tổng thống Putin có thể sẽ lợi dụng mùa đông để tăng cường các vị trí của quân đội Nga. Khả năng của các lực lượng Moscow trong mùa hè vừa qua được cho là mạnh mẽ hơn so với dự tính. Ngoài ra hiện nay, Nga cũng đang nắm chắc những gì họ kiểm soát được phương Tây đã tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Kiev. Tuy nhiên, hàng tỷ đô la Mỹ hỗ trợ được Washington thông báo hàng tuần có thể trở nên bấp bênh khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 cận kề với những quan điểm trái chiều về tình hình Ukraine. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định quyết tâm mạnh mẽ nhằm ủng hộ cho Ukraine trong mùa thu thứ hai của cuộc xung đột trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên tranh cử Tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, tuyên bố ông có thể giải quyết cuộc xung đột này trong 24 giờ. Một số thành viên của Đảng Cộng Hòa thậm chí công khai phản đối việc hỗ trợ bổ sung cho Kiev. Sự hỗ trợ của châu Âu cũng có nguy cơ lung lay. Đối mặt với sức ép kinh tế, sự đoàn kết trong liên minh này có khả năng sẽ suy yếu khi mức độ hỗ trợ của Mỹ giảm dần. Cục Truyền thông Chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine Chatcom mới đây xác nhận quân đội nước này đã tấn công thành công trụ sở của hạm đội Biển Đen Nga ở thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea. Vừa qua, Chatcom đăng trên Telegram mà không tiết lộ thông tin chi tiết. Vào khoảng 12 giờ ngày 22 tháng 9, quân đội Ukraine đã tấn công thành công trụ sở Bộ Tư lệnh Hạm đội Biển Đen Nga tại Sevastopol. Sevastopol là một trong những thành phố lớn nhất ở bán đảo Crimea đã sát nhập Nga nhưng Ukraine không công nhận. Trong suốt những tháng qua, Ukraine đã tăng cường tấn công căn cứ quân sự và các cơ sở khác của Nga, bao gồm cả những mục tiêu ở Crimea. Bình luận về vụ tấn công mới nhất, ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc gia Ukraine cảnh báo rằng Nga có hai lựa chọn cho tương lai của hạm đội Biển Đen, là tự nguyện hoặc bị buộc phải giải thể. Mykola Olechuk, chỉ huy lực lượng không quân Ukraine nhắc lại những cảnh báo gần đây của Ukraine về việc gia tăng các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Nga ở Crimea. Chúng tôi đã nói là chúng tôi sẽ tiếp tục, vì vậy, trong khi đối phương đang khắc phục hậu quả ở Melitopol và tiếng còi báo động không kích vẫn vang lên ở Sevastopol, thì tôi xin cảm ơn các phi công của lực lượng không quân một lần nữa. Điều đặc biệt là sự hiện diện của một máy bay hải quân Mỹ trên bầu trời biển Đen vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công vào Sevastopol. Theo các nguồn tin mới, trong thời gian cuộc tấn công bằng tên lửa vào Sevastopol đang diễn ra, một máy bay P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ đã bị phát hiện đang hoạt động trên Biển Đen. Trang mạng quân sự của Nga cho rằng chiếc máy bay này không hiệu chỉnh tên lửa tấn công mà ghi lại kết quả vụ việc. Trước đó, RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ Ukraine vừa thực hiện các cuộc tấn công tên lửa vào nhiều mục tiêu ở thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea, vào chiều hôm 22 tháng 9 theo giờ địa phương. Cũng theo thông báo này, ít nhất một quân nhân Nga được báo cáo mất tích sau vụ tấn công vào Sevastopol. Theo Bộ Quốc phòng Nga, một trong số tên lửa Ukraine đã đánh trúng một trong số tòa nhà thuộc Sở Chỉ huy Hạm đội Biển Đen ở trung tâm Sevastopol. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm Ukraine đã sử dụng số lượng lớn tên lửa tập kích Sevastopol nhưng không nói rõ số lượng. Chỉ có 5 tên lửa trong số đó bị đánh chặn. Còn thống đốc Sevastopol Mikhail Ravohayev trước đó nói rằng cuộc tấn công không gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự và không dẫn đến thương vong cho dân thường. Ông Ravohayev còn cho biết ít nhất một mảnh vỡ có lẽ là từ một tên lửa Ukraine bị đánh chặn đã được phát hiện trên một con phố gần sở chỉ huy hạm đội Biển Đen. Thống đốc Ravohayev cũng kêu gọi người dân Tevatopol ở trong nhà và hạn chế di chuyển đến trung tâm thành phố. Ông nói thêm, những người sống gần các cơ sở quân sự nên đến trú ẩn ngay lập tức nếu nghe thấy tiếng còi báo động, đồng thời cảnh báo rằng một cuộc tấn công khác có thể xảy ra. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng đe dọa phá hủy tất cả các tàu của hạm đội Biển Đen và tuyên bố trục xuất lực lượng này khỏi Crimea, được xem là ưu tiên hàng đầu của Kiev. Quân đội Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các tàu chiến Nga đóng tại Sevastopol cũng như các địa điểm khác ở Crimea trong thời gian gần đây. Thưa quý vị, Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên gần đây đã công chiếu bộ phim tài liệu dài một tiếng rưỡi có tên gọi khoảnh khắc lịch sử đặt cột mốc mới cho quan hệ Triều Tiên Nga. Bộ phim cung cấp một góc nhìn toàn diện về chuyến công du 10 ngày của Chủ tịch Kim Jong Un tới Nga. Đáng chú ý, bộ phim tài liệu có cảnh xe Mercedes-Benz bọc thép của ông Kim được gắn quốc kỳ Triều Tiên và cờ của Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên, đi cùng với một đội xe màu đen. Đoàn xe hộ tống này gồm những chiếc xe lớn đi hai bên gắn logo của hãng xe Hyundai, một thương hiệu nổi tiếng của Hàn Quốc. Phim tài liệu thậm chí còn có nhiều cảnh quay cận logo xe. Truyền thông quốc gia Triều Tiên đã phát một bộ phim tài liệu có cảnh đoàn xe của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ở Nga. Điểm đáng chú ý là các xe hộ tống là xe ô tô Hyundai do Hàn Quốc sản xuất. Theo Korea Herald, bộ phim tài liệu ghi lại chuyến thăm kéo dài 10 ngày của ông Kim Jong Un có đoạn chiếc xe Mercedes Benz của nhà lãnh đạo này được một đội xe màu đen hộ tống. Một vài xe có biểu tượng chữ H của Hyundai Motor. Chiếc xe dường như là mẫu Staria của công ty ô tô Hàn Quốc Việc này trái ngược với những gì xảy ra trước đây, khi truyền hình Triều Tiên thường che khuất hoặc làm mờ logo của các công ty Hàn Quốc. Năm 2022, khi phát sóng các trận đấu tại World Cup, đài truyền hình Trung ương Triều Tiên đã làm cho các quảng cáo về ô tô Hyundai được đặt quanh sân bóng bị mờ, không thể nhận diện. Một quan chức của bộ thống nhất Hàn Quốc nhận xét, việc để lộ nhãn hiệu ô tô Hàn Quốc theo cách như vậy là không giống những gì đã xuất hiện trên phim tài liệu của Triều Tiên. Sau chuyến thăm Nga, mới đây hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA cho biết Chủ tịch Kim Jong Un đã chủ trì cuộc họp bộ chính trị của Đảng Lao động Triều Tiên để thảo luận các biện pháp tiếp theo trong phát triển quan hệ với Nga. Tại cuộc họp, chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã thông báo với bộ chính trị Đảng này về kết quả chuyến thăm Nga hồi tuần trước, thảo luận các biện pháp nhằm thực hiện một cách thực tế và toàn diện các kết quả của chuyến thăm cũng như những biện pháp mang tính xây dựng lâu dài để phát triển quan hệ với Nga. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường liên lạc và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong các lĩnh vực nhằm mở rộng và phát triển hợp tác trong mọi lĩnh vực một cách toàn diện. KCNA cũng cho biết, chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đặt mối quan hệ song phương Triều Tiên-Nga lên một tầm chiến lược mới, nhằm đáp ứng nhu cầu của thời đại mới và mang sự thay đổi căn bản đối với tình hình địa chính trị thế giới. Chủ tịch Kim Jong-un đã có chuyến thăm kéo dài một tuần tới Nga từ ngày 12 tháng 9. Tại cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên sau 4 năm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường sự hợp tác quân sự và kinh tế. Mỹ và các đồng minh lần đầu tiên đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Nga vào năm 2014 để đáp trả các sự kiện ở Crimea. Bán đảo này trở thành một phần của Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý khi khu vực này từ chối ủng hộ cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân cử của Ukraine. Sau đó, các nước phương Tây liên tục áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt mạnh chưa từng có kể từ khi Nga phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Tổng thống Putin nhấn mạnh, những gói trừng phạt cả sau năm 2014 và hiện tại được phương Tây áp đặt đã kích thích sự phát triển của nền kinh tế Nga. Đúng là chúng có ảnh hưởng tiêu cực tới Nga trong một số trường hợp, tuy nhiên, nhiều cơ hội mới vẫn xuất hiện. Đầu tuần này, theo Sputnik, ông Putin đã có bài phát biểu tại cuộc họp kế hoạch ngân sách liên bang năm 2024. Tại đây, chủ nhân điện Kremlin cũng nhấn mạnh rằng Nền kinh tế Nga đã đứng vững trước áp lực từ phương Tây và phục hồi hoàn toàn. Tổng thống Putin cho biết, GDP của Nga hiện đã đạt được mức tương đương năm 2021, đồng thời đủ điều kiện để phát triển ổn định và lâu dài. Ông Putin tiết lộ, mức tăng trưởng GDP của Nga có thể lên tới 2,5 đến 2,8% vào cuối năm nay. Tuy nhiên, tổng thống Nga cũng thừa nhận một số vấn đề, đặc biệt là lạm phát tăng tốc, nhưng ông bày tỏ chắc chắn rằng Vấn đề này sẽ được giải quyết bằng các quyết định chuyên nghiệp và phối hợp tốt. Do đó, ông Putin đã giao nhiệm vụ cho chính phủ và ngân hàng trung ương Nga thực hiện các biện pháp hỗ trợ đồng nội tệ. Ông nói cần phải hiểu rõ nguyên nhân và có biện pháp kịp thời. Tôi tin tưởng chính phủ, ngân hàng trung ương sẽ làm việc một cách chuyên nghiệp. Một tháng trước, tổng thống Putin tuyên bố rằng Nga đã lọt vào top 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới và vượt đức về sức mua tương đương. Kể từ khi khởi động kế hoạch quân sự Nga đã hứng chịu hơn 10.000 lệnh cấm vận và trừng phạt kinh tế từ phương Tây và các quốc gia khác trên thế giới. Cuộc tấn công của Ukraine vào thành phố cảng Sevastopol ở Crimea bằng tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh và Scarp của Pháp vào lúc dạng sáng ngày 13 tháng 9 đã tạo ra bước ngoặt mới trong cuộc xung đột. Theo giới phân tích, vụ việc này cho thấy Kiev có thể tấn công các mục tiêu từ khoảng cách hơn 250 km với độ chính xác cao gia tăng áp lực lên các cứ điểm quân sự và các tuyến tiếp tế của Nga ở phía sau chiến tuyến. Nhưng đối với Ukraine, việc sở hữu tên lửa Storm Shadow và SCAP vẫn là chưa đủ bởi chúng được cung cấp với số lượng hạn chế và chỉ có thể được phóng từ trên không. Điều này tạo ra những thách thức về hậu cần trong không phận Ukraine. Đó là lý do trong hơn một năm qua, Tổng thống Zelensky liên tục hối thúc Mỹ cung cấp tên lửa đạn đạo chiến thuật ATAC-MS có thể tấn công các mục tiêu cách xa khoảng 305 km với đầu đạn chứa khoảng 170 kg chất nổ và tương thích với nhiều bệ phóng tên lửa hiện có của Ukraine. Kiev cho rằng loại vũ khí này sẽ đặt gần như toàn bộ các lực lượng Nga trên lãnh thổ Ukraine nằm trong phạm vi tấn công. Hiện có rất nhiều báo cáo khác nhau về việc liệu chính quyền Biden có chấp nhận cung cấp tên lửa Atacms tới Ukraine hay không. ABC News hôm 9 tháng 9 đưa tin Mỹ đang nghiêng về việc gửi Atak MS tới Ukraine, ngay cả khi quyết định cuối cùng chưa được đưa ra. Vào ngày 15 tháng 9, Axios báo cáo rằng chính quyền Biden vẫn đang cân nhắc và có thể khó đạt được quyết định cuối cùng khi ông Zelensky tới thăm Mỹ. Trong khi một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng cuộc trò chuyện đó có thể xảy ra khi tổng thống Zelensky gặp tổng thống Biden. Giới quan sát cho rằng kế hoạch của Ukraine trong thời gian sắp tới có thể tập trung chủ yếu vào tìm kiếm sự hỗ trợ để duy trì và đổi mới kho vũ khí khi nước này sử dụng hết phần lớn nguồn cung trong bối cảnh giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Mark Hensian, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho rằng hai loại vũ khí đứng đầu danh sách mong muốn của Ukraine là Atak MS và F-16. Nếu được cung cấp, chúng sẽ mang ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ đối với cuộc phản công của quốc gia này. Báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu của Quốc hội CRF Mỹ cho rằng trọng tâm của Ukraine có thể chuyển sang tính bền vững của việc duy trì kho vũ khí vì các đối tác phương Tây gần như đã cạn kiệt nguồn cung cấp những trang thiết bị mới. Mikola Bielieskov, Nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia ở Kiev lưu ý, đối với Ukraine, nguồn cung cấp đạn dược ổn định là điều quan trọng nhất để có thể duy trì đà tấn công. Trong cuộc xung đột tiêu hao mà Kiev đang phải đối mặt dọc tiền tuyến, việc duy trì tốc độ tấn công ổn định bằng pháo binh rất cần thiết. Cùng chung quan điểm này, chuyên gia Mark Hansian nhận định, những đơn vị chiến đấu trên chiến trường phải tiêu tốn một lượng lớn vũ khí, đạn dược và vật tư. Nếu không được bổ sung đạn pháo, thiết bị kỹ thuật, xe tải, vật tư y tế khả năng quân sự của Ukraine sẽ giảm sút. Giới chức Ukraine cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hệ thống phòng không để giúp bảo vệ tiền tuyến cũng như các khu đô thị của Ukraine khi mùa đông đến gần. Trong suốt mùa hè, Ukraine đã phải gồng mình vượt qua các chiến hào và bãi mìn trải rộng trước các thành trì quan trọng của Nga ở phía đông và đông nam Ukraine. Mỹ đã cung cấp cho Ukraine một số hệ thống giả phá bom mìn, nhưng Nga lại nhắm mục tiêu vào những hệ thống này nhằm làm chậm tiến độ cuộc phản công của Ukraine. Hãng Sputnik Nga đưa tin, ngày 22 tháng 9, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto xác nhận Liên minh châu Âu chưa đạt được đồng thuận về nội dung tuyên bố chung liên quan tình hình Nagorno Karabakh do Budapest và một số quốc gia đưa ra đề xuất riêng. Trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Szijjarto viết, một số tin giả được phát tán liên quan đến tuyên bố của EU về tình hình Karabakh. Sự thật là Hungary và một số quốc gia thành viên khác đã đưa ra bình luận và đề xuất tuyên bố chung, song không thể đạt được đồng thuận vì vậy, đại diện cấp cao EU đã nhân danh bản thân đưa ra tuyên bố. Trước đó, truyền thông đưa tin Budapest bị cáo buộc đã chặn tuyên bố chung của EU lên án hành động của Azerbaijan ở Nagorno Karabakh. Sau đó, đại diện cấp cao của EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell cho biết trong một tuyên bố rằng khối này sẵn sàng triển khai những hành động thích hợp đối với Azerbaijan nếu tình hình ở Nagorno Karabakh xấu đi. Theo Reuters, hãng thông tấn RIA của Nga cho biết Cuộc đàm phán ở thị trấn Yeflak ngày 21 tháng 9 giữa người dân tộc Armenia từ khu vực Nagorno-Karabakh và Azerbaijan cuối cùng đã không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. RIA dẫn lời đại diện Azerbaijan cho rằng khó có thể hy vọng mọi vấn đề giữa chính quyền Azerbaijan và người Armenia ở Karabakh có thể được giải quyết chỉ trong một cuộc gặp. Cuộc đàm phán này diễn ra sau khi lực lượng ly khai ở vùng Nagorno-Karabakh đồng ý hạ vũ khí trong một thỏa thuận ngừng bắn. Khu vực Nagor, nơi Karabakh, được quốc tế công nhận là một phần của Azerbaijan, nhưng phần lớn cư dân ở đây là người dân tộc Armenia. Nơi đây từ lâu đã trở thành tâm điểm căng thẳng giữa Azerbaijan và Armenia, dẫn đến hai cuộc chiến tranh trước đây. Vào năm 2020, một cuộc xung đột nghiêm trọng đã nổ ra tại Nagor, nơi Karabakh. Sau đó, Nga đã làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên. Theo thỏa thuận, Nga triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình để giám sát tình hình, nhưng căng thẳng vẫn tiếp diễn khi hai bên nhiều lần cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Ngày 21 tháng 9, Văn phòng Tổng thống Azerbaijan đánh giá, phái đoàn của nước này đã thực hiện cuộc đàm phán mang tính xây dựng và tích cực với chính quyền sắc tộc Armenia của khu vực nagorno karabakh Baku cũng khẳng định hai bên đã nhất trí sẽ sớm gặp lại nhau. Trong khi đó, TASS dẫn lời người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, các bên chưa đưa ra quyết định cụ thể về dỡ bỏ phong tỏa các hành lang giao thông tới nagorno karabakh Chính quyền sắc tộc Armenia ở khu vực tranh chấp muốn có bảo đảm an ninh trước khi từ bỏ vũ khí. Theo hãng tin Reuters, phát biểu hôm 22 tháng 9, ông Hikmet Hajiyev, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Azerbaijan, khẳng định Baku sẽ đảm bảo dân thường có thể di chuyển an toàn trên các phương tiện cá nhân của mình dọc theo tuyến đường từ Nagorno-Karabakh tới Armenia. Trong khi đó, cùng ngày, lực lượng Armenia ở Nagorno-Karabakh cho biết đã đạt được nhất trí về một đoàn xe nhân đạo tới từ Armenia. Trước đó, hôm 20 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo với vai trò trung gian của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga tại Nagorno-Karabakh. Đại diện Azerbaijan và các lực lượng Armenia tại vùng lãnh thổ này đã đạt thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch. Bộ Quốc phòng Azerbaijan cũng ra tuyên bố tương tự. Thỏa thuận này đạt được một ngày sau khi Azerbaijan triển khai chiến dịch quân sự tại Nagorno-Karabakh do có bốn cảnh sát và hai dân thường nước này đã thiệt mạng trong các vụ nổ mìn ở đây. Khu vực Nagorno-Karabakh nằm sâu trong lãnh thổ phía tây nam của Azerbaijan, song có đa số dân cư là người gốc Armenia và muốn sắp nhập vào nước này. Điều này đã gây ra tranh chấp chủ quyền dai dẳng giữa hai nước láng giềng. Trước đó, theo hãng RT, Reuters và tờ The Guardian đưa tin, Azerbaijan tuyên bố chiến dịch chống khủng bố của nước này tại Nagorno-Karabakh, người Armenia gọi là Asak, là hạn chế và cần thiết để tái thiết lập trật tự cũng như dẹp đội quân của Armenia. Trong khi đó, Armenia cáo buộc nước láng giềng Azerbaijan khởi động một cuộc xâm lấn quy mô lớn khác chống lại người dân ở Nagorno-Karabakh và buộc khu vực này phải thanh lọc sắc tộc. Nagorno-Karabakh, khu vực miền núi ở vùng Nam Caucasus, nhiều biến động, tuyên bố độc lập với Azerbaijan vào năm 1988 và kể từ đó được Armenia hậu thuẫn. Azerbaijan mất kiểm soát Nagorno-Karabakh và những khu vực xung quanh vào đầu những năm 1990, song đã giành lại được những khu vực bị mất sau cuộc chiến kéo dài 44 ngày vào năm 2020, hiện Nagorno-Karabakh được quốc tế công nhận là lãnh thổ của Azerbaijan. Tuy nhiên, một phần của khu vực này chịu sự điều hành của chính quyền ly khai Armenia, những người nói rằng đây là quê hương của tổ tiên họ. Phản ứng trước những diễn biến căng thẳng giữa Armenia và Azerbaijan, các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó có Nga, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, đã lên tiếng hối thúc các bên kiềm chế nhằm giảm nhiệt tình hình. Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky thông báo, hôm nay các cuộc đàm phán giữa Azerbaijan và phái đoàn Armenia từ Nagorno-Karabakh đã được tổ chức tại thành phố Jeplak với sự tham gia và phối hợp của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga. Ưu tiên tuyệt đối là không cho phép nối lại giao tranh, đồng thời hướng tình hình trở lại con đường chính trị. Liên bang Nga tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, góp phần vào nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Azerbaijan và Armenia. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield nhấn mạnh, Mỹ cảnh báo về tình hình tại Nagorno-Karabakh do các hoạt động quân sự vẫn tiếp diễn. Isaac Bayzan có trách nhiệm đảm bảo lực lượng của mình tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế, bao gồm cả luật nhân đạo quốc tế, các quy tắc quản lý việc tiến hành hoạt động quân sự, bảo vệ dân thường và đối xử nhân đạo với các chiến binh. Isaac Bayzan cũng có nghĩa vụ và cam kết quốc tế nhằm tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản của mỗi cá nhân trên lãnh thổ của mình. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Burak Akapa hối thúc các nỗ lực nhằm hạ nhiệt tình hình tại điểm nóng Nagorno-Karabakh, bảo đảm người sắc tộc Armenia có thể chung sống hòa bình trên vùng đất của Azerbaijan. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ủng hộ Azerbaijan thực hiện các bước đi nhằm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng và ghé Quốc hội Mỹ nhằm vận động sự hỗ trợ quân sự cho Kiev. Tại phòng bầu dục của Nhà Trắng, ông Biden khẳng định người Mỹ ủng hộ Ukraine và sẽ làm mọi cách để thế giới sát cánh cùng Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Ông cũng nói rằng Quốc hội Mỹ không có lựa chọn nào khác ngoài ủng hộ Ukraine. Tại Nhà Trắng, ông Biden cũng ca ngợi những người Ukraine dũng cảm và nói rằng họ là nguồn cảm hứng cho phần còn lại của thế giới. Ông Biden nói thêm, người dân Mỹ quyết tâm chứng minh rằng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo thế giới sát cánh cùng các bạn. Đáp lại, Tổng thống Zelensky tuyên bố tại Quốc hội Mỹ rằng các vị trao tiền, chúng tôi trao mạng sống. Tuy nhiên, trong chuyến thăm Mỹ lần thứ hai, kể từ khi xung đột nổ ra, ông Zelensky lần này đối mặt với những thay đổi trong bối cảnh chính trị tại Mỹ. Cuộc đối đầu căng thẳng giữa Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ về ngân sách có thể khiến gói hỗ trợ 24 tỷ đô la Mỹ dành cho Kiev có nguy cơ tắc nghẽn. Hôm 22 tháng 9, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố gói hỗ trợ 325 triệu đô la Mỹ cho Ukraine trong đó bao gồm 128 triệu đô la Mỹ cho an ninh và 197 triệu đô la Mỹ cho vũ khí và thiết bị. Trước đó, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ công bố một gói hỗ trợ quân sự mới, bao gồm cả năng lực phòng không đáng kể để giúp Ukraine. Dù vậy, Washington sẽ chưa cung cấp tên lửa Atac MS tầm xa cho Kiev. Ông Joe Biden cũng cho biết những xe tăng M1 Abrams đầu tiên của Mỹ sẽ đến Ukraine sắp tới. Vào tháng trước, người phát ngôn của quân đội Mỹ tại châu Âu và châu Phi, Đại tá Martin O'Donnell cho biết quân đội Ukraine đang hoàn thành giai đoạn huấn luyện cuối cùng để vận hành xe tăng Abram. Xe tăng Abram tới Ukraine sẽ được trang bị đạn uranium nghèo xuyên giáp 120mm, loại đạn gây tranh cãi vì mức độ nguy hiểm, có thể gây ung thư và dị tật bẩm sinh. Alex Gatopoulos, chuyên gia quốc phòng của Al Jazeera cho biết xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới nhất như xe tăng Abram và xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất có thể giúp Ukraine chọc thủng các tuyến phòng thủ chắc chắn của Nga, điều khiến các cuộc phản công của quân đội Kiev gặp nhiều khó khăn. Xe tăng Abram có thể sẽ đến vào thời điểm quan trọng trong cuộc phản công. Đồng quan điểm, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV cũng lạc quan với khả năng những chiếc xe tăng bọc thép của Kiev sẽ vượt qua được hệ thống phòng thủ chắc chắn của Moscow. Trong khi đó, về phần mình, Nga đã có những phản ứng đầu tiên về gói viện trợ quân sự mới chính quyền Biden dành cho Ukraine. Đại sứ quán Nga tại Washington, DC cáo buộc chính quyền Mỹ sẵn sàng cung cấp những loại vũ khí nguy hiểm nhất cho Ukraine để duy trì cuộc phản công. Đại sứ quán Nga tại Washington, DC cũng nhấn mạnh Moscow sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch quân sự cho đến khi hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đã đề ra. Đại sứ quán Nga bình luận trên Telegram chúng tôi đã ghi nhận thêm một gói viện trợ khác của hoa kỳ dành cho ukraine việc hoa kỳ liên tục bơm vũ khí và tiền bạc cho kiev từ lâu đã không còn là điều ngạc nhiên hoa kỳ sẵn sàng cung cấp cho ukraine bất cứ thứ gì thậm chí cả trang thiết bị nguy hiểm nhất để tạo cơ hội cho họ duy trì kế hoạch phản công thất bại theo các nhà ngoại giao nga lực lượng vũ trang ukraine đã không đạt được mục tiêu và phải chịu tổn thất lớn về nhân lực và vũ khí theo giới chức moscow những nỗ lực của phương tây không thể thay đổi tình hình trên thực địa Điều đó chỉ khiến cuộc xung đột kéo dài hơn nữa với những thương vong và tàn phá nặng nề. Những bình luận của đại sứ quán Nga được đưa ra sau khi chính quyền Hoa Kỳ công bố gói viện trợ quân sự trị giá 325 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Gói này sẽ bao gồm các loại đạn dược, tên lửa phòng không bổ sung để tăng cường khả năng phòng không của Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga ở thời điểm hiện tại và trong mùa đông tới. Ngoài ra, gói viện trợ cũng bao gồm các loại đạn pháo, vũ khí chống tăng và đạn chùm. Đây là lần thứ hai Hoa Kỳ cung cấp bom chùm cho Ukraine. Hồi cuối tháng 7, sau khi Hoa Kỳ lần đầu tiên cung cấp bom chùm cho Kiev, Nhà Trắng cho biết lực lượng Ukraine đang sử dụng vũ khí này một cách hiệu quả và thích hợp để tấn công vị trí phòng thủ của Nga. Đồng thái Mỹ cung cấp bom chùm cho Ukraine ngay từ lần đầu tiên đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các đồng minh, trong đó có cả Anh. Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại về những tác động đối với dân thường khi sử dụng bom, đàn chùm, bởi đây là loại vũ khí gây tranh cãi do liên quan đến tỷ lệ không phát nổ. Những quả bom nhỏ không nổ có thể nằm trên mặt đất trong nhiều năm và sau đó ngẫu nhiên phát nổ. Tuy rằng, Tổng thống Joe Biden mô tả quyết định cung cấp bom đạn chùm cho Ukraine là một biện pháp tạm thời, khẳng định Mỹ và các đồng minh đang thiếu hụt các loại đạn thông thường. Mỹ thừa nhận các loại vũ khí này gây ra rủi ro ngày càng tăng đối với dân thường. Nhưng tuyên bố Ukraine đã cam kết sử dụng chúng một cách có trách nhiệm, và tránh xa các khu vực đông dân cư. Bên cạnh đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Jay Sullivan cho biết, Hoa Kỳ sẽ không cung cấp hệ thống tên lửa tác chiến lục quân ATAC ms cho Ukraine bất chấp yêu cầu từ Kiev. Ông cho biết dù ATAC ms không có trong gói viện trợ lần này, nhưng Tổng thống Biden sẽ không loại trừ khả năng cung cấp vũ khí này cho Ukraine trong tương lai. Tổng thống Zelensky và giới chức quân sự Ukraine đã nhiều lần tuyên bố rằng sự hiện diện của những tên lửa Atak MS và máy bay chiến đấu F-16 sẽ là chìa khóa giúp lực lượng vũ trang Ukraine giành chiến thắng trước quân đội Nga. Phía Mỹ hiểu tất cả những điều này, nhưng họ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng cung cấp tên lửa Atak MS tầm xa cho Ukraine. Lý do về việc từ chối cung cấp loại tên lửa này thì Lầu Năm Gốc cùng các quan chức Mỹ đã nói với các đại diện của Ukraine rằng số lượng tên lửa atacms hiện tại không nhiều vì vậy việc cung cấp cho ukraine những loại vũ khí này có thể gây tổn hại đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội mỹ trong tương lai tuy rằng giới nghị sĩ đảng cộng hòa đã kêu gọi chính quyền tổng thống biden cung cấp atacms ngay lập tức cho ukraine tuy nhiên lầu nông gốc vẫn giữ quan điểm rằng ukraine chưa cần tên lửa này một phần vì lo ngại có thể khiến xung đột gia tăng Kể từ khi Nga bắt đầu kế hoạch quân sự, Washington đã viện trợ quân sự trị giá hơn 43,9 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Thưa quý vị, mới đây Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine đang chuẩn bị xây dựng một hệ sinh thái quốc phòng mới với Mỹ, sản xuất vũ khí và hợp tác để thúc đẩy tự do, đồng thời nhấn mạnh các cơ sở công nghiệp và việc làm mới sẽ xuất hiện trong hệ thống phòng thủ chung với Mỹ. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine và Mỹ sẽ tạo ra một hệ sinh thái phòng thủ chung, trong đó họ sẽ sản xuất các loại vũ khí cần thiết. Ông Zelensky nói: "Chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để hai nước có thể sản xuất những vũ khí cần thiết. Chúng tôi đang chuẩn bị xây dựng một hệ sinh thái quốc phòng mới với Mỹ, sản xuất vũ khí và hợp tác để thúc đẩy tự do", đồng thời nhấn mạnh các cơ sở công nghiệp và việc làm mới sẽ xuất hiện trong hệ thống phòng thủ chung với Mỹ. Phía Mỹ cho hay, Washington dự định tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine trong dài hạn, bao gồm có việc thông qua quan hệ đối tác với cơ sở công nghiệp quốc phòng của Kiev. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sẽ tổ chức một hội nghị vào mùa thu với sự tham gia của đại diện ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, các doanh nhân Ukraine và quan chức của cả hai nước để khám phá khả năng thành lập liên danh sản xuất quốc phòng chung. Trước đó, Tổng thống Zelensky đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng. Theo công bố của Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo đã bàn về vấn đề khôi phục các ngành kinh tế và năng lượng ở Ukraine, cuộc chiến chống tham nhũng của Kiev, cũng như quá trình hợp tác giữa các tổ hợp công nghiệp quân sự của Hoa Kỳ và Ukraine. Phía Hoa Kỳ cam kết tăng cường khả năng phòng thủ cho Ukraine trong dài hạn, trong đó có thông qua quan hệ đối tác với các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine để đạt được mục tiêu đó, chính phủ Hoa Kỳ sẽ tổ chức hội nghị vào mùa thu này với sự tham gia của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Ukraine và các quan chức của cả hai chính phủ để tìm kiếm các phương án liên danh và hợp tác sản xuất. Theo đó, ông Biden và ông Zelensky cũng thảo luận về sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với lĩnh vực năng lượng và phục hồi kinh tế của Ukraine. Hai ông cũng đề cập đến vấn đề tham nhũng ở Ukraine, trong đó Tổng thống Zelensky đã chia sẻ về kế hoạch giải quyết tham nhũng ở Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của các thể chế chống tham nhũng độc lập về mặt chính trị như Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraine, Công tố viên chống tham nhũng đặc biệt và Tòa án chống tham nhũng cấp cao. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Ukraine còn thảo luận về cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine. Ông Biden nhắc lại rằng Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev cho đến chừng nào còn cần thiết. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22 tháng 9 đã có chuyến thăm đầu tiên tới đồng minh thân cận Canada sau khi kết thúc chuyến thăm Mỹ. Theo một quan chức chính phủ, Canada là một trong những quốc gia ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất và dự kiến sẽ tuyên bố gửi thêm vũ khí tới Ukraine trong chuyến thăm của ông Zelensky. Thủ tướng Justin Trudeau nói với các phóng viên ở New York hôm 21 tháng 9, Canada sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine cho đến khi nào còn cần thiết và chúng tôi sẽ luôn kiên quyết bảo vệ luật pháp, trật tự dựa trên luật lệ quốc tế. Nhà lãnh đạo Ukraine đi từ Mỹ sang Canada và không công bố trước về chuyến thăm này. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Zelensky tới Canada kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra tháng 2 năm 2022. Theo lịch trình, ngày 22 tháng 9, ông Zelensky đã có cuộc hội đàm chính thức với ông Trudeau và có bài phát biểu trước Quốc hội Canada hai nhà lãnh đạo cũng sẽ tới Toronto để gặp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các thành viên trong cộng đồng người Canada gốc Ukraine. Canada là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và nhóm G7. Giống nhiều nước phương Tây khác, thời gian qua Canada đã viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra tháng 2 năm 2022. Nước này đã áp nhiều lệnh trừng phạt với Nga để đáp trả Moscow mở chiến dịch ở Ukraine. Canada cũng là một trong những quốc gia tích cực hỗ trợ quân sự cho Ukraine đối phó Nga, với tổng giá trị ước tính hơn 8,9 tỷ đô la Mỹ. Chuyến thăm Canada diễn ra trong bối cảnh ông Zelensky không được các nghị sĩ Cộng hòa chào đón nồng nhiệt tại Quốc hội Mỹ. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã từ chối tổ chức phiên họp lưỡng viện Quốc hội Mỹ theo đề xuất của Tổng thống Zelensky, khiến lãnh đạo Ukraine không thể phát biểu trước toàn bộ nghị sĩ Mỹ. Ở Washington hôm 21 tháng 9, Tổng thống Zelensky kêu gọi các nghị sĩ Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong bối cảnh Đảng Cộng Hòa nghi ngờ việc liệu quốc hội có nên phê duyệt một đợt viện trợ mới hay không. Mặc dù không có sự chia rẽ như vậy, nhưng Canada không có nguồn tài chính hay dự trữ quân sự dồi dào như Mỹ, Đức. Kể từ đầu năm 2022, Canada đã cam kết viện trợ hơn 5,9 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự. Canada là một trong những quốc gia có cộng đồng người Ukraine lớn nhất thế giới với khoảng 1,4 triệu người. Tính đến tháng 7, gần 170.000 người tị nạn Ukraine đã sơ tán đến quốc gia Bắc Mỹ kể từ khi xung đột bùng phát. Vào tháng 6, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng đã đến Kiev trong một chuyến thăm không thông báo trước. Ông Trudeau đi cùng Phó Thủ tướng Canada Christia Freeland chuyến thăm kéo dài một ngày, trong đó Thủ tướng Canada đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Các cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo được cho là tập trung vào sự hỗ trợ của Ottawa đối với Kiev và vai trò của Canada trong việc tái thiết Ukraine. Thủ tướng Justin Trudeau đã công bố khoản viện trợ quân sự trị giá 375 triệu đô la cho Kiev, đồng thời cho biết Canada sẽ tham gia một chương trình đa quốc gia để đào tạo các phi công quân sự Ukraine. Đây là chuyến thăm thứ hai của Thủ tướng Trudeau tới Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát. Chuyến thăm trước đó diễn ra tháng 5 năm 2022. Khi ấy, ông Trudeau đã mở lại Đại sứ quán Canada ở Kiev và gặp trực tiếp ông Zelensky. Kiev đã tuyên bố giành kiểm soát một số ngôi làng có tầm quan trọng chiến lược gần Bắc Mút. Theo đài RT Nga, dù cuộc phản công của Ukraine theo hướng Zaporizhia trên thực tế đã bị đình trệ trong vài tháng qua, lực lượng Kiev đã đạt được một số bước tiến ở khu vực phía đông của mặt trận này. Trong khi đó, cuộc giao tranh ở Bắc Mút bắt đầu từ tháng 8 năm 2022 vẫn tiếp diễn và đang nóng trở lại. Sau 4 tháng nỗ lực phản công không có kết quả, vào tháng 9, lực lượng vũ trang Ukraine AFU cuối cùng đã tiến vào các ngôi làng Andriyevka và Kalitschivka phía tây Bắc Mút. Theo nhà quan sát Ugoni, Ukraine cần giành kiểm soát các khu định cư này để phát động một cuộc tấn công mới vào Bắc Mút và phục hồi hình ảnh của mình sau thất bại nặng nề trên phương tiện truyền thông. Trước bước tiến của Ukraine, lực lượng Moscow giữ tuyến phòng thủ dọc theo tuyến đường sắt Bắc Mút-Golubka. Nếu Ukraine thiết lập quyền kiểm soát Kalitschevka và Andriyevka cũng như các vùng cao xung quanh, AFU sẽ có thể tiếp cận tuyến phòng thủ hiện tại của quân đội Nga. Đối với quân đội Nga, tốt nhất là giữ quân Ukraine càng xa đường sắt càng tốt. Nếu Kiev đột phá thành công, tuyến phòng thủ tiếp theo chỉ có thể được thiết lập dọc theo bờ phía đông Ukraine. Trong thời gian này, các lực lượng Nga đã tăng cường đáng kể tuyên bố máy bay không người lái FPV theo hướng Bắc Mút và các nơi khác. Quân đội Nga đưa tin một loạt cuộc phản công nhằm ngăn chặn AFU giành được chỗ đứng ở Kalitschevka, nhưng quyền kiểm soát ngôi làng vẫn bị chia cắt giữa hai bên. Trong khi phần phía Bắc hầu hết do người Nga kiểm soát, thì các khu vực phía Nam nằm dưới sự kiểm soát của Kiev. Cuộc phản công mới gần Bắc Mút rất quan trọng đối với Ukraine. Tuy nhiên, giới chuyên gia và quan chức phương Tây đã chỉ trích các cuộc giao tranh ở Bắc Mút. Vào mùa xuân, họ liên tục kêu gọi Kiev từ bỏ tuyến phòng thủ ở thành phố này và tập trung chuẩn bị cho cuộc phản công ở vùng Zaporizhia cuộc phản công của Kiev đã bị trì hoãn và tiến độ tấn công theo hướng Melitopol và trong khu vực Peremetsky diễn ra rất chậm chạp. Vào mùa hè, các chuyên gia phương Tây tiếp tục chỉ trích chiến lược của Ukraine, khuyến khích nước này từ bỏ cuộc phản công ở phía nam Bắc Mút và thay vào đó chuyển lực lượng đến khu vực phía nam của mặt trận. Ukraine đang phải đối mặt với những khó khăn tương tự trong cuộc phản công ở Bắc Mút và ở phía nam. AFU không có đủ lực lượng và phương tiện để xuyên thủng hàng phòng thủ của Nga. Kết quả là các cuộc giao tranh khốc liệt đã trở thành cối xay các đơn vị bộ binh được hỗ trợ từ xa bằng xe bọc thép, pháo binh, trong khi Nga đã tận dụng thế mạnh hàng không. Cuộc tiến công của AFU gần Bắc Mút chậm hơn nhiều so với quân đội Nga khi họ kiểm soát thành phố này. Và thậm chí sau đó, người Nga chỉ mất 10 tháng để thiết lập toàn quyền kiểm soát. Trong khi đó, cuộc phấn công của Ukraine đã kéo dài hơn 4 tháng. Họ cũng không thể chuyển lực lượng gần Bắc Mút sang hướng khác bởi nếu Ukraine ngừng tiến quân, Nga sẽ giành thế chủ động. Ở cấp độ chiến thuật, điều này đã xảy ra gần ca khi AFU không tiến về sườn phía Bắc mà chỉ tập trung vào hướng Nam. Việc cố gắng đạt được những bước tiến gần Bắc Mút sẽ gây tổn hại cho lực lượng Ukraine. Cái giá của việc tiến quân theo hướng này đang tăng lên từng ngày, trong khi tỷ lệ đạt được thành công thực sự vẫn rất thấp. Tuy nhiên, thay vì học hỏi từ những sai lầm của máy xay thịt Bắc Mút đầu tiên, Kiev lại tiếp tục rơi vào cái bẫy tương tự. Thưa quý vị, mới đây, một ảnh vệ tinh cho thấy Nga, Mỹ và Trung Quốc đều đang có những động thái mới ở các bãi thử hạt nhân. Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa ba cường quốc tăng tới mức cao nhất trong nhiều thập niên. Ảnh vệ tinh do hãng CNN thu thập độc quyền cho thấy, Nga, Mỹ và Trung Quốc đều xây dựng các cơ sở và đào đường hầm mới tại các bãi thử hạt nhân của mỗi nước trong những năm gần đây. Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa ba cường quốc tăng tới mức cao nhất trong nhiều thập niên dù không có bằng chứng cho thấy nga mỹ hay trung quốc đang chuẩn bị cho một vụ thử nghiệm hạt nhân song các bức ảnh do một nhà phân tích nổi tiếng trong các cuộc nghiên cứu về không phổ biến vũ khí hạt nhân thu thập và cung cấp cho thấy sự mở rộng tại ba địa điểm thử hạt nhân so với những năm trước đây trung quốc hiện có bãi thử tại tân cương nga có bãi thử tại quần đảo bắc băng dương và mỹ có bãi thử tại sa mạc nevada theo hình ảnh vệ tinh, trong vòng 3 đến 5 năm qua, hoạt động tại các bãi thử hạt nhân ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương Trung Quốc, khu vực quần đảo Bắc Băng Dương Nga và sa mạc Nevada Mỹ đã gia tăng đáng kể. Xem xét các hình ảnh, giáo sư Jeff Faye Lewis tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury, Mỹ chỉ ra rằng nhiều đường hầm mới, cơ sở mới được xây dựng và lưu lượng phương tiện ra vào tại các địa điểm ngày càng tăng. Theo giới phân tích, việc mở rộng các địa điểm thử hạt nhân có nguy cơ dẫn đến một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân trong bối cảnh tình hình quốc tế đang có sự chia rẽ. Vào tháng 2, Tổng thống Nga cũng đưa ra tuyên bố Moscow sẽ đình chỉ tham gia Hiệp ước Kiểm soát Vũ khí Hạt nhân New START với Mỹ và đề cập chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tổng thống Nga nói rằng một số người ở Washington đang nghĩ đến việc nối lại thử nghiệm hạt nhân và cho đó Bộ Quốc phòng và tập đoàn hạt nhân Nga nên sẵn sàng thử vũ khí hạt nhân của Nga nếu cần thiết. Trước đó, ngày 21 tháng 2, tổng thống Putin đã đề cập trong thông điệp liên bang rằng Bộ Quốc phòng và tập đoàn năng lượng nhà nước Rosatom nên chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện các vụ thử hạt nhân nếu cần thiết. Tuy nhiên, ông Putin cũng khẳng định Nga sẽ không phải nước đầu tiên thử nghiệm Giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Vật lý Thử nghiệm Vyacilab Solovov nói với tác rằng, các vụ thử hạt nhân có thể được thực hiện ở bãi Novaza Zemlya nếu cần và có quyết định chính trị, một chương trình đặc biệt được thực hiện để duy trì sự sẵn sàng của địa điểm này. Bãi thử hạt nhân Novaza Zemlya là nơi diễn ra 130 vụ thử hạt nhân từ ngày 21 tháng 9 năm 1955, Đến ngày 24 tháng 10 năm 1990, bao gồm 88 cuộc thử nghiệm trên không, 3 vụ dưới nước và 39 vụ dưới lòng đất. Kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine đã phát triển mạnh mẽ, ít nhất là ở bề nổi. Tuy nhiên, bên dưới bề nổi, căng thẳng giữa hai nước vẫn còn. Gần đây, Ukraine và Ba Lan ngày càng căng thẳng liên quan đến việc Ba Lan cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine để bảo vệ lợi ích của nông dân nước này, dấy lên sự chỉ trích gay gắt của Kiev những cuộc khẩu chiến của hai bên đã khiến Ba Lan tuyên bố rằng họ có kế hoạch rút hỗ trợ quân sự cho Ukraine và điều này đe dọa gây ra những hậu quả địa chính trị. Hôm 19 tháng 9, người phát ngôn của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO xác nhận Ukraine đã nộp đơn khiếu nại dẫn đến động thái triệu đại sứ Ukraine của Ba Lan. Trong một nỗ lực xoa dịu, hôm 20 tháng 9, Bộ Ngoại giao Ukraine đã kêu gọi Ba Lan gạt cảm xúc sang một bên để giải quyết vấn đề ngũ cốc Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko cho biết, phía Ukraine đã đưa ra cho Ba Lan một hướng mang tính xây dựng để giải quyết vấn đề ngũ cốc. Chúng tôi hy vọng rằng các đề xuất của chúng tôi sẽ trở thành cơ sở để chuyển cuộc đối thoại sang một tiến trình mang tính xây dựng. Thế nhưng, quan hệ song phương tiếp tục xấu đi nhanh chóng với sự nổi giận của chính phủ Ba Lan hôm 20 tháng 9 khi Tổng thống Ukraine Zelensky bóng gió rằng Warsaw đã ngã vào tay Nga sau khi áp đặt các biện pháp hạn chế nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine qua lãnh thổ nước này, đi ngược lại quyết định của Liên minh châu Âu. Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Pavel Zablowski đã nhấn mạnh với đại sứ Ukraine rằng tuyên bố của ông Zelensky là không đúng sự thật, đặc biệt vì Ba Lan đã ủng hộ Ukraine kể từ những ngày đầu xung đột bộ ngoại giao ba lan cũng cho rằng các động thái của ukraine vừa qua đã gây áp lực lên ba lan trên các diễn đàn đa phương và rằng việc gửi khiếu nại lên tòa án quốc tế không phải là phương pháp thích hợp để giải quyết sự khác biệt giữa các quốc gia trên thực tế căng thẳng trong vấn đề xuất khẩu ngũ cốc đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính bền vững của quan hệ ba lan ukraine một tình bạn dường như là hình ảnh thu nhỏ của tình đoàn kết châu âu với ukraine trong cuộc đối đầu với nga Lệnh cấm được đưa ra trước đó nhằm bảo vệ quyền lợi của nông dân Ba Lan và một số quốc gia khác trước sự gia tăng nhập khẩu ngũ cốc và thực phẩm từ Ukraine vì cuộc xung đột với Nga đã chặn phần lớn các tuyến đường xuất khẩu của Ukraine qua các cảng Biển Đen. Nông dân ở Ba Lan, Hungary, Romania, Slovakia và Bulgaria đã chịu thiệt hại đáng kể do lượng ngũ cốc Ukraine nhập khẩu tăng vọt. Số nông sản này đáng nhẽ phải được xuất khẩu đến Châu Phi và Trung Đông nhưng thay vào đó lại bị mắc kẹt ở Đông Âu. Hiện Kiev chưa bình luận về phát biểu mới nhất của lãnh đạo Ba Lan. Warsaw cũng đã phản ứng với những nhận xét của ông Volodymyr Zelensky tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba, trong đó nhà lãnh đạo Ukraine cáo buộc một số nước thuộc Liên minh châu Âu đang giả vờ đoàn kết với Ukraine và xoa dịu Nga. Mặc dù ông Zelensky không chỉ đích danh Ba Lan, nhưng những phát biểu của ông vẫn khiến Warsaw tức giận. Đảng luật pháp và công lý cầm quyền đang sôi sục trước những lời chỉ trích trước đó từ Kiev về quyết định của Warsaw trong việc đơn phương gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine. Vừa qua, lực lượng phòng không Ukraine cho biết quân đội nước này đã phá hủy 36 trên tổng số 43 tên lửa mà không quân Nga đã phóng, trong đó chủ yếu là tên lửa hành trình KH-101 và KH-555. Tờ Defense Express mới đây công bố bức ảnh cho thấy một mảnh vỡ còn sót lại sau khi một trong những tên lửa Nga bị vô hiệu hóa và rơi xuống đất. Ukraine xác định đây là đầu đạn của tên lửa Kh-101. Hiện Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Các tên lửa Kh-101 được phát triển và được sản xuất bởi công ty Raduga ở Dubna gần Moscow. Được biết. Tên lửa KH101 được phát triển vào những năm 1990, tuy nhiên Nga mới chỉ hoàn thiện loại vũ khí này trong vài năm trở lại đây. Tên lửa có chiều dài 7,54 m, đường kính 0,51 m, trọng lượng phóng của KH101 lên tới 2,3 tấn. Mỗi chiếc Tu-95MS có khả năng mang tối đa 6 tên lửa KH101 gắn bên ngoài. Trong khi những chiếc Tu-160 lại trang bị chúng trong các ổ quay chứa 6 tên lửa bên trong trong khi những chiếc Tu-160 lại trang bị chúng trong các ổ quay chứa 6 tên lửa bên trong. Theo nhà sản xuất, độ sai số mục tiêu của KH-101 chỉ vào khoảng 5-10 mét, một thông số tuyệt vời đối với loại tên lửa có tầm bay hàng ngàn km. Điểm đặc biệt là KH-101 được trang bị cả động cơ phản lực cánh quạt đẩy với cánh quạt làm bằng vật liệu phản xạ radar thấp. Trong thời gian qua, Nga cũng cho ra mắt một loại tên lửa hành trình tầm xa mới phóng từ trên không có tên gọi KHBD và đang trang bị loại vũ khí này cho máy bay ném bom chiến lược Tu-160. KHBD đã được phát triển trong thời gian dài, nhưng đến nay Nga vẫn chưa công bố bất cứ hình ảnh nào về tên lửa bí mật này. Giống như nhiều chương trình phòng thủ của Nga, tính năng chính xác của tên lửa vẫn được giữ kín. Một số nguồn tin cho biết, ban đầu Moscow dự định trang bị tên lửa cho máy bay ném bom chiến lược thế hệ tiếp theo, Pakda. hãng thông tấn TASS cho biết Tu-160 có thể mang theo 12 tên lửa KHBD mới trên các bệ phóng đặt trong khoang vũ khí. Mỗi bệ phóng có thể chứa được 6 tên lửa. Tư lệnh không quân vũ trụ Nga, Trung tướng Sergei Kobilat cho biết, máy bay ném bom siêu thanh chiến lược Tu-160 đã được trang bị tên lửa hành trình KHBD mới với tầm bắn hơn 6.500 km. Các chuyên gia cho rằng nhà sản xuất có thể phát triển KHBD dựa trên cấu tạo của tên lửa KH-101 và phiên bản cải tiến có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của tên lửa này là K102 với hình dáng tương tự. Điều đó giúp đảm bảo KHBD có thể tương thích với các bệ phóng tên lửa của Tu 160. Nếu KHBD là phiên bản nâng cấp của các tên lửa KH101, KH102 thì tại thời điểm này vẫn chưa rõ các kỹ sư Nga làm cách nào để nó đạt được tầm bắn xa hơn nhiều. Lựa chọn khả thi nhất có thể là thu nhỏ các bộ phận bên trong tên lửa, trong đó có đầu đạn để chứa được nhiều nhiên liệu hơn và cung cấp nhiều năng lượng hơn cho động cơ phản lực của tên lửa. Việc tăng năng suất hoạt động của động cơ hoặc thay thế bằng loại nhiên liệu khác cùng một số cải tiến về khí động học cũng có thể giúp tên lửa có tầm bắn xa hơn. Tên lửa hành trình KH101, KH102 có tiết diện radar thấp giúp giảm nguy cơ bị hệ thống phòng không của đối phương phát hiện. Theo giới phân tích, tính năng này cũng có thể được thiết kế cho KHBD. Thưa quý vị, Hungary và một số quốc gia thành viên EU đã đưa ra bình luận và đề xuất tuyên bố chung liên quan khu vực nagorno karabakh song không thể đạt được đồng thuận. Hãng Sputnik Nga đưa tin, ngày 22 tháng 9, Ngoại trưởng Hungary Peter Sijato xác nhận Liên minh châu Âu chưa đạt được đồng thuận về nội dung tuyên bố chung liên quan tình hình nagorno karabakh do Budapest và một số quốc gia đưa ra đề xuất riêng. Trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Sijato viết một số tin giả được phát tán liên quan đến tuyên bố của EU về tình hình Karabakh. Sự thật là Hungary và một số quốc gia thành viên khác đã đưa ra bình luận và đề xuất tuyên bố chung, song không thể đạt được đồng thuận. Vì vậy, đại diện cấp cao EU đã nhân danh bản thân đưa ra tuyên bố. Trước đó, truyền thông đưa tin Budapest bị cáo buộc đã chặn tuyên bố chung của EU lên án hành động của Azerbaijan ở Nagorno-Karabakh. Sau đó, đại diện cấp cao của EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell cho biết trong một tuyên bố rằng khối này sẵn sàng triển khai những hành động thích hợp đối với Azerbaijan nếu tình hình ở Nagorno-Karabakh xấu đi. Theo Reuters, hãng thông tấn RIA của Nga cho biết, cuộc đàm phán ở thị trấn Yevlak ngày 21 tháng 9 giữa người dân tộc Armenia từ khu vực Nagorno-Karabakh và Azerbaijan cuối cùng đã không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. RIA dẫn lời đại diện Azerbaijan cho rằng, khó có thể hy vọng mọi vấn đề giữa chính quyền Azerbaijan và người Armenia ở Karabakh có thể được giải quyết chỉ trong một cuộc gặp. Cuộc đàm phán này diễn ra sau khi lực lượng ly khai ở vùng Nagor nơi Karabakh đồng ý hạ vũ khí trong một thỏa thuận ngừng bắn. Khu vực Nagor nơi Karabakh được quốc tế công nhận là một phần của Azerbaijan, nhưng phần lớn cư dân ở đây là người dân tộc Armenia. Nơi đây từ lâu đã trở thành tâm điểm căng thẳng giữa Azerbaijan và Armenia, dẫn đến hai cuộc chiến tranh trước đây. Vào năm 2020, một cuộc xung đột nghiêm trọng đã nổ ra tại Nagor nơi Karabakh. Sau đó, Nga đã làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên. Theo thỏa thuận, Nga triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình để giám sát tình hình, nhưng căng thẳng vẫn tiếp diễn khi hai bên nhiều lần cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Ngày 21 tháng 9, Văn phòng Tổng thống Azerbaijan đánh giá, phái đoàn của nước này đã thực hiện cuộc đàm phán mang tính xây dựng và tích cực với chính quyền sắc tộc Armenia của khu vực Nagorno Karabakh. Baku cũng khẳng định hai bên đã nhất trí sẽ sớm gặp lại nhau. Trong khi đó, TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, các bên chưa đưa ra quyết định cụ thể về dỡ bỏ phong tỏa các hành lang giao thông tới Nagorno-Karabakh. Chính quyền sắc tộc Armenia ở khu vực tranh chấp muốn có bảo đảm an ninh trước khi từ bỏ vũ khí. Theo hãng tin Reuters, phát biểu hôm 22 tháng 9, ông Hikmet Hajiyev, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Azerbaijan, khẳng định Baku sẽ đảm bảo dân thường có thể di chuyển an toàn trên các phương tiện cá nhân của mình dọc theo tuyến đường từ Nagorno-Karabakh tới Armenia. Trong khi đó, cùng ngày, lực lượng Armenia ở Nagorno-Karabakh cho biết đã đạt được nhất trí về một đoàn xe nhân đạo tới từ Armenia. Trước đó, hôm 20 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo với vai trò trung gian của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga tại Nagorno-Karabakh. Đại diện Azerbaijan và các lực lượng Armenia tại vùng lãnh thổ này đã đạt thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch. Bộ Quốc phòng Azerbaijan cũng ra tuyên bố tương tự. Thỏa thuận này đạt được một ngày sau khi Azerbaijan triển khai chiến dịch quân sự tại Nagorno-Karabakh do có bốn cảnh sát và hai dân thường nước này đã thiệt mạng trong các vụ nổ mìn ở đây. Khu vực Nagorno-Karabakh nằm sâu trong lãnh thổ phía tây nam của Azerbaijan, song có đa số dân cư là người gốc Armenia và muốn sáp nhập vào nước này. Điều này đã gây ra tranh chấp chủ quyền dai dẳng giữa hai nước láng giềng. Trước đó, theo hãng RT, Reuters và tờ The Guardian đưa tin, Azerbaijan tuyên bố chiến dịch chống khủng bố của nước này tại Nagorno-Karabakh, người Armenia gọi là Asak, là hạn chế và cần thiết để tái thiết lập trật tự cũng như dẹp đội quân của Armenia. Trong khi đó, Armenia cáo buộc nước láng giềng Azerbaijan khởi động một cuộc xâm lấn quy mô lớn khác chống lại người dân ở Nagorno-Karabakh và buộc khu vực này phải thanh lọc sắc tộc. Nagorno-Karabakh, khu vực miền núi ở vùng nam Caucasus, nhiều biến động, tuyên bố độc lập với Azerbaijan vào năm 1988. Và kể từ đó, được Armenia hậu thuẫn, Azerbaijan mất kiểm soát Nagorno-Karabakh và những khu vực xung quanh vào đầu những năm 1990, xong đã giành lại được những khu vực bị mất sau cuộc chiến kéo dài 44 ngày vào năm 2020. Hiện Nagorno-Karabakh được quốc tế công nhận là lãnh thổ của Azerbaijan. Tuy nhiên, một phần của khu vực này chịu sự điều hành của chính quyền ly khai Armenia, những người nói rằng đây là quê hương của tổ tiên họ. Phản ứng trước những diễn biến căng thẳng giữa Armenia và Azerbaijan, các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó có Nga, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, đã lên tiếng hối thúc các bên kiềm chế nhằm giảm nhiệt tình hình. Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky thông báo, hôm nay các cuộc đàm phán giữa Azerbaijan và phái đoàn Armenia từ Nagorno-Karabakh đã được tổ chức tại thành phố Jablak với sự tham gia và phối hợp của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga. Ưu tiên tuyệt đối là không cho phép nối lại giao tranh, đồng thời hướng tình hình trở lại con đường chính trị. Liên bang Nga tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, góp phần vào nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Azerbaijan và Armenia. Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, Linda Thomas-Greenfield nhấn mạnh, Mỹ cảnh báo về tình hình tại Nagorno-Karabakh do các hoạt động quân sự vẫn tiếp diễn. Azerbaijan có trách nhiệm đảm bảo lực lượng của mình tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế, bao gồm cả luật nhân đạo quốc tế các quy tắc quản lý việc tiến hành hoạt động quân sự, bảo vệ dân thường và đối xử nhân đạo với các chiến binh. Isaac Bayzan cũng có nghĩa vụ và cam kết quốc tế nhằm tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản của mỗi cá nhân trên lãnh thổ của mình. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Burak Akapa hối thúc các nỗ lực nhằm hạ nhiệt tình hình tại điểm nóng Nagorno-Karabakh, bảo đảm người sắc tộc Armenia có thể chung sống hòa bình trên vùng đất của Azerbaijan. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ủng hộ Azerbaijan thực hiện các bước đi nhằm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng và ghé Quốc hội Mỹ nhằm vận động sự hỗ trợ quân sự cho Kiev. Tại phòng bầu dục của Nhà Trắng, ông Biden khẳng định người Mỹ ủng hộ Ukraine và sẽ làm mọi cách để thế giới sát cánh cùng Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Ông cũng nói rằng Quốc hội Mỹ không có lựa chọn nào khác ngoài ủng hộ Ukraine tại nhà trắng, ông biden cũng ca ngợi những người ukraine dũng cảm và nói rằng họ là nguồn cảm hứng cho phần còn lại của thế giới. ông biden nói thêm, người dân mỹ quyết tâm chứng minh rằng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo thế giới sắt cánh cùng các bạn. đáp lại, tổng thống zelensky tuyên bố tại quốc hội mỹ rằng các vị trao tiền, chúng tôi trao mạng sống. tuy nhiên, trong chuyến thăm mỹ lần thứ hai kể từ khi xung đột nổ ra, ông zelensky lần này đối mặt với những thay đổi trong bối cảnh chính trị tại mỹ cuộc đối đầu căng thẳng giữa Đảng Cộng hòa và Dân chủ về ngân sách có thể khiến gói hỗ trợ 24 tỷ đô la Mỹ dành cho Kiev có nguy cơ tắc nghẽn. Hôm 22 tháng 9, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố gói hỗ trợ 325 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, trong đó bao gồm 128 triệu đô la Mỹ cho an ninh và 197 triệu đô la Mỹ cho vũ khí và thiết bị. Trước đó, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ công bố một gói hỗ trợ quân sự mới bao gồm cả năng lực phòng không đáng kể, để giúp Ukraine. Dù vậy, Washington sẽ chưa cung cấp tên lửa ATAK-MS tầm xa cho Kiev. Ông Joe Biden cũng cho biết những xe tăng M1 Abrams đầu tiên của Mỹ sẽ đến Ukraine sắp tới. Vào tháng trước, người phát ngôn của quân đội Mỹ tại châu Âu và châu Phi, Đại tá Martin O'Donnell cho biết quân đội Ukraine đang hoàn thành giai đoạn huấn luyện cuối cùng để vận hành xe tăng Abrams. Xe tăng Abram tới Ukraine sẽ được trang bị đạn uranium nghèo xuyên giáp 120mm, loại đạn gây tranh cãi vì mức độ nguy hiểm, có thể gây ung thư và dị tật bẩm sinh. Alex Gatopoulos, chuyên gia quốc phòng của Al Jazeera cho biết xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới nhất như xe tăng Abram và xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất có thể giúp Ukraine chọc thủng các tuyến phòng thủ chắc chắn của Nga, điều khiến các cuộc phần công của quân đội Kiev gặp nhiều khó khăn xe tăng Abram có thể sẽ đến vào thời điểm quan trọng trong cuộc phản công. Đồng quan điểm, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cũng lạc quan với khả năng những chiếc xe tăng bọc thép của Kiev sẽ vượt qua được hệ thống phòng thủ chắc chắn của Moscow. Trong khi đó, về phần mình, Nga đã có những phản ứng đầu tiên về gói viện trợ quân sự mới chính quyền Biden dành cho Ukraine. Đại sứ quán Nga tại Washington, DC cáo buộc chính quyền Mỹ sẵn sàng cung cấp những loại vũ khí nguy hiểm nhất cho Ukraine để duy trì cuộc phản công. Đại sứ quán Nga tại Washington DC cũng nhấn mạnh Moscow sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch quân sự cho đến khi hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đã đề ra. Đại sứ quán Nga bình luận trên Telegram, chúng tôi đã ghi nhận thêm một gói viện trợ khác của Hoa Kỳ dành cho Ukraine. Việc Hoa Kỳ liên tục bơm vũ khí và tiền bạc cho Kiev từ lâu đã không còn là điều ngạc nhiên. Hoa Kỳ sẵn sàng cung cấp cho Ukraine bất cứ thứ gì, thậm chí cả trang thiết bị nguy hiểm nhất, để tạo cơ hội cho họ duy trì kế hoạch phản công thất bại. Theo các nhà ngoại giao Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đã không đạt được mục tiêu và phải chịu tổn thất lớn về nhân lực và vũ khí. Theo giới chức Moscow, những nỗ lực của phương Tây không thể thay đổi tình hình trên thực địa. Điều đó chỉ khiến cuộc xung đột kéo dài hơn nữa với những thương vong và tàn phá nặng nề. Những bình luận của Đại sứ quán Nga được đưa ra sau khi chính quyền Hoa Kỳ công bố gói viện trợ quân sự trị giá 325 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Gói này sẽ bao gồm các loại đạn dược, tên lửa phòng không bổ sung để tăng cường khả năng phòng không của Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga ở thời điểm hiện tại và trong mùa đông tới. Ngoài ra, gói viện trợ cũng bao gồm các loại đạn pháo, vũ khí chống tăng và đạn chùm. Đây là lần thứ hai Hoa Kỳ cung cấp bom chùm cho Ukraine. Hồi cuối tháng 7, sau khi Hoa Kỳ lần đầu tiên cung cấp bom chùm cho Kiev, Nhà Trắng cho biết lực lượng Ukraine đang sử dụng vũ khí này một cách hiệu quả và thích hợp để tấn công vị trí phòng thủ của Nga động thái Mỹ cung cấp bom chùm cho Ukraine ngay từ lần đầu tiên đã vấp phải sự chỉ trích gây gắt từ các đồng minh, trong đó có cả Anh. Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại về những tác động đối với dân thường khi sử dụng bom, đàn chùm, bởi đây là loại vũ khí gây tranh cãi do liên quan đến tỷ lệ không phát nổ. Những quả bom nhỏ không nổ có thể nằm trên mặt đất trong nhiều năm và sau đó ngẫu nhiên phát nổ. Tuy rằng, Tổng thống Joe Biden mô tả quyết định cung cấp bom đạn chùm cho Ukraine là một biện pháp tạm thời khẳng định Mỹ và các đồng minh đang thiếu hụt các loại đạn thông thường. Mỹ thừa nhận các loại vũ khí này gây ra rủi ro ngày càng tăng đối với dân thường. Nhưng tuyên bố Ukraine đã cam kết sử dụng chúng một cách có trách nhiệm và tránh xa các khu vực đông dân cư. Bên cạnh đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Jay Sullivan cho biết, Hoa Kỳ sẽ không cung cấp hệ thống tên lửa tác chiến lục quân ATAC-MS cho Ukraine bất chấp yêu cầu từ Kiev. Ông cho biết dù Atac MS không có trong gói viện trợ lần này, nhưng Tổng thống Biden sẽ không loại trừ khả năng cung cấp vũ khí này cho Ukraine trong tương lai. Tổng thống Zelensky và giới chức quân sự Ukraine đã nhiều lần tuyên bố rằng sự hiện diện của những tên lửa Atac MS và máy bay chiến đấu F-16 sẽ là chìa khóa giúp lực lượng vũ trang Ukraine giành chiến thắng trước quân đội Nga. Phía Mỹ hiểu tất cả những điều này nhưng họ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng cung cấp tên lửa Atak MS tầm xa cho Ukraine. Lý do về việc từ chối cung cấp loại tên lửa này thì Lầu Năm Gốc cùng các quan chức Mỹ đã nói với các đại diện của Ukraine rằng số lượng tên lửa Atak MS hiện tại không nhiều, vì vậy việc cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí này có thể gây tổn hại đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ trong tương lai. Tuy rằng, giới nghị sĩ đảng Cộng Hòa đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden cung cấp ATAC MS ngay lập tức cho Ukraine. Tuy nhiên, Lầu Năm gốc vẫn giữ quan điểm rằng Ukraine chưa cần tên lửa này, một phần vì lo ngại có thể khiến xung đột gia tăng. Kể từ khi Nga bắt đầu kế hoạch quân sự, Washington đã viện trợ quân sự trị giá hơn 43,9 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Thưa quý vị, mới đây Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine đang chuẩn bị xây dựng một hệ sinh thái quốc phòng mới với Mỹ sản xuất vũ khí và hợp tác để thúc đẩy tự do, đồng thời nhấn mạnh các cơ sở công nghiệp và việc làm mới sẽ xuất hiện trong hệ thống phòng thủ chung với Mỹ. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine và Mỹ sẽ tạo ra một hệ sinh thái phòng thủ chung, trong đó họ sẽ sản xuất các loại vũ khí cần thiết. Ông Zelensky nói, chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để hai nước có thể sản xuất những vũ khí cần thiết. Chúng tôi đang chuẩn bị xây dựng một hệ sinh thái quốc phòng mới với Mỹ, sản xuất vũ khí và hợp tác để thúc đẩy tự do, đồng thời nhấn mạnh các cơ sở công nghiệp và việc làm mới sẽ xuất hiện trong hệ thống phòng thủ chung với Mỹ. Phía Mỹ cho hay, Washington dự định tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine trong dài hạn, bao gồm có việc thông qua quan hệ đối tác với cơ sở công nghiệp quốc phòng của Kiev. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sẽ tổ chức một hội nghị vào mùa thu với sự tham gia của đại diện ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, các doanh nhân Ukraine và quan chức của cả hai nước để khám phá khả năng thành lập liên danh sản xuất quốc phòng chung. Trước đó, Tổng thống Zelensky đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng. Theo công bố của Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo đã bàn về vấn đề khôi phục các ngành kinh tế và năng lượng ở Ukraine, cuộc chiến chống tham nhũng của Kiev, cũng như quá trình hợp tác giữa các tổ hợp công nghiệp quân sự của Hoa Kỳ và Ukraine. Phía Hoa Kỳ cam kết tăng cường khả năng phòng thủ cho Ukraine trong dài hạn, trong đó có thông qua quan hệ đối tác với các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Để đạt được mục tiêu đó, chính phủ Hoa Kỳ sẽ tổ chức hội nghị vào mùa thu này với sự tham gia của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Ukraine và các quan chức của cả hai chính phủ để tìm kiếm các phương án liên danh và hợp tác sản xuất. Theo đó, ông Biden và ông Zelensky cũng thảo luận về sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với lĩnh vực năng lượng và phục hồi kinh tế của Ukraine. Hai ông cũng đề cập đến vấn đề tham nhũng ở Ukraine. Trong đó, Tổng thống Zelensky đã chia sẻ về kế hoạch giải quyết tham nhũng ở Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của các thể chế chống tham nhũng độc lập về mặt chính trị như Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraine, Công tố viên chống tham nhũng đặc biệt và Tòa án chống tham nhũng cấp cao. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Ukraine còn thảo luận về cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine ông Biden nhắc lại rằng Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev cho đến chừng nào còn cần thiết. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22 tháng 9 đã có chuyến thăm đầu tiên tới đồng minh thân cận Canada sau khi kết thúc chuyến thăm Mỹ. Theo một quan chức chính phủ, Canada là một trong những quốc gia ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất và dự kiến sẽ tuyên bố gửi thêm vũ khí tới Ukraine trong chuyến thăm của ông Zelensky. Thủ tướng Justin Trudeau nói với các phóng viên ở New York hôm 21 tháng 9, Canada sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine cho đến khi nào còn cần thiết và chúng tôi sẽ luôn kiên quyết bảo vệ luật pháp, trật tự dựa trên luật lệ quốc tế. Nhà lãnh đạo Ukraine đi từ Mỹ sang Canada và không công bố trước về chuyến thăm này. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Zelensky tới Canada kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra tháng 2 năm 2022. Theo lịch trình, ngày 22 tháng 9, ông Zelensky đã có cuộc hội đàm chính thức với ông Trudeau và có bài phát biểu trước Quốc hội Canada hai nhà lãnh đạo cũng sẽ tới Toronto để gặp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các thành viên trong cộng đồng người Canada gốc Ukraine. Canada là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và nhóm G7. Giống nhiều nước phương Tây khác, thời gian qua Canada đã viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra tháng 2 năm 2022. Nước này đã áp nhiều lệnh trừng phạt với Nga để đáp trả Moscow mở chiến dịch ở Ukraine. Canada cũng là một trong những quốc gia tích cực hỗ trợ quân sự cho Ukraine đối phó Nga, với tổng giá trị ước tính hơn 8,9 tỷ đô la Mỹ. Chuyến thăm Canada diễn ra trong bối cảnh ông Zelensky không được các nghị sĩ Cộng hòa chào đón nồng nhiệt tại Quốc hội Mỹ. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã từ chối tổ chức phiên họp lưỡng viện Quốc hội Mỹ theo đề xuất của Tổng thống Zelensky, khiến lãnh đạo Ukraine không thể phát biểu trước toàn bộ nghị sĩ Mỹ. Ở Washington hôm 21 tháng 9, Tổng thống Zelensky kêu gọi các nghị sĩ Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong bối cảnh Đảng Cộng Hòa nghi ngờ việc liệu quốc hội có nên phê duyệt một đợt viện trợ mới hay không. Mặc dù không có sự chia rẽ như vậy, nhưng Canada không có nguồn tài chính hay dự trữ quân sự dồi dào như Mỹ, Đức. Kể từ đầu năm 2022, Canada đã cam kết viện trợ hơn 5,9 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự. Canada là một trong những quốc gia có cộng đồng người Ukraine lớn nhất thế giới với khoảng 1,4 triệu người. Tính đến tháng 7, gần 170.000 người tị nạn Ukraine đã sơ tán đến quốc gia Bắc Mỹ kể từ khi xung đột bùng phát. Vào tháng 6, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng đã đến Kiev trong một chuyến thăm không thông báo trước. Ông Trudeau đi cùng Phó Thủ tướng Canada Christia Freeland chuyến thăm kéo dài một ngày, trong đó Thủ tướng Canada đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Các cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo được cho là tập trung vào sự hỗ trợ của Ottawa đối với Kiev và vai trò của Canada trong việc tái thiết Ukraine. Thủ tướng Justin Trudeau đã công bố khoản viện trợ quân sự trị giá 375 triệu đô la cho Kiev, đồng thời cho biết Canada sẽ tham gia một chương trình đa quốc gia để đào tạo các phi công quân sự Ukraine. Đây là chuyến thăm thứ hai của Thủ tướng Trudeau tới Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát. Chuyến thăm trước đó diễn ra tháng 5 năm 2022. Khi ấy, ông Trudeau đã mở lại Đại sứ quán Canada ở Kiev và gặp trực tiếp ông Zelensky. Kiev đã tuyên bố giành kiểm soát một số ngôi làng có tầm quan trọng chiến lược gần Bắc Mút. Theo đài RT Nga, dù cuộc vận công của Ukraine theo hướng Zaporizhia trên thực tế đã bị đình trệ trong vài tháng qua, lực lượng Kiev đã đạt được một số bước tiến ở khu vực phía đông của mặt trận này. Trong khi đó, cuộc giao tranh ở Bắc Mút bắt đầu từ tháng 8 năm 2022 vẫn tiếp diễn và đang nóng trở lại sau 4 tháng nỗ lực phản công không có kết quả, vào tháng 9, lực lượng vũ trang Ukraine AFU cuối cùng đã tiến vào các ngôi làng Andriyevka và Kalitschevka phía tây Bắc Mút. Theo nhà quan sát Ugoni, Ukraine cần giành kiểm soát các khu định cư này để phát động một cuộc tấn công mới vào Bắc Mút và phục hồi hình ảnh của mình sau thất bại nặng nề trên phương tiện truyền thông. Trước bước tiến của Ukraine, lực lượng Moscow giữ tuyến phòng thủ dọc theo tuyến đường sắt mút golubka nếu Ukraine thiết lập quyền kiểm soát Kalich-FK và Andriyevka cũng như các vùng cao xung quanh, AFU sẽ có thể tiếp cận tuyến phòng thủ hiện tại của quân đội Nga. Đối với quân đội Nga, tốt nhất là giữ quân Ukraine càng xa đường sắt càng tốt. Nếu Kiev đột phá thành công, tuyến phòng thủ tiếp theo chỉ có thể được thiết lập dọc theo bờ phía đông Ukraine. Trong thời gian này, các lực lượng Nga đã tăng cường đáng kể tuyên bố máy bay không người lái FPV theo hướng Bắc Mút và các nơi khác. Quân đội Nga đưa tin một loạt cuộc phản công nhằm ngăn chặn AFU giành được chỗ đứng ở Kalitschivka, nhưng quyền kiểm soát ngôi làng vẫn bị chia cắt giữa hai bên. Trong khi phần phía Bắc hầu hết do người Nga kiểm soát, thì các khu vực phía Nam nằm dưới sự kiểm soát của Kiev. Cuộc phản công mới gần Bắc Mút rất quan trọng đối với Ukraine. Tuy nhiên, giới chuyên gia và quan chức phương Tây đã chỉ trích các cuộc giao tranh ở Bắc Mút. Vào mùa xuân, họ liên tục kêu gọi Kiev từ bỏ tuyến phòng thủ ở thành phố này và tập trung chuẩn bị cho cuộc phản công ở vùng Zaporizhia cuộc phản công của kiev đã bị trì hoãn và tiến độ tấn công theo hướng melitopol và trong khu vực veremesky diễn ra rất chậm chạp vào mùa hè các chuyên gia phương tây tiếp tục chỉ trích chiến lược của ukraine khuyến khích nước này từ bỏ cuộc phản công ở phía nam bắc mút và thay vào đó chuyển lực lượng đến khu vực phía nam của mặt trận ukraine đang phải đối mặt với những khó khăn tương tự trong cuộc phản công ở bắc mút và ở phía nam afu không có đủ lực lượng và phương tiện để xuyên thủng hàng phòng thủ của nga Kết quả là các cuộc giao tranh khốc liệt đã trở thành cối say các đơn vị bộ binh được hỗ trợ từ xa bằng xe bọc thép, pháo binh, trong khi Nga đã tận dụng thế mạnh hàng không. Cuộc tiến công của AFU gần Bakhmut chậm hơn nhiều so với quân đội Nga khi họ kiểm soát thành phố này. Và thậm chí sau đó, người Nga chỉ mất 10 tháng để thiết lập toàn quyền kiểm soát. Trong khi đó, cuộc phấn công của Ukraine đã kéo dài hơn 4 tháng. Họ cũng không thể chuyển lực lượng gần Bakhmut sang hướng khác bởi nếu Ukraine ngừng tiến quân, Nga sẽ giành thế chủ động. Ở cấp độ chiến thuật, điều này đã xảy ra gần Bekovka khi AFU không tiến về sườn phía Bắc mà chỉ tập trung vào hướng Nam. Việc cố gắng đạt được những bước tiến gần Bắc Mút sẽ gây tổn hại cho lực lượng Ukraine. Cái giá của việc tiến quân theo hướng này đang tăng lên từng ngày, trong khi tỷ lệ đạt được thành công thực sự vẫn rất thấp. Tuy nhiên, thay vì học hỏi từ những sai lầm của máy xay thịt Bắc Mút đầu tiên, Kiev lại tiếp tục rơi vào cái bẫy tương tự. Thưa quý vị, mới đây, một ảnh vệ tinh cho thấy Nga, Mỹ và Trung Quốc đều đang có những động thái mới ở các bãi thử hạt nhân. Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa ba cường quốc tăng tới mức cao nhất trong nhiều thập niên. Ảnh vệ tinh do hãng CNN thu thập độc quyền cho thấy, Nga, Mỹ và Trung Quốc đều xây dựng các cơ sở và đào đường hầm mới tại các bãi thử hạt nhân của mỗi nước trong những năm gần đây những động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa ba cường quốc tăng tới mức cao nhất trong nhiều thập niên dù không có bằng chứng cho thấy nga mỹ hay trung quốc đang chuẩn bị cho một vụ thử nghiệm hạt nhân song các bức ảnh do một nhà phân tích nổi tiếng trong các cuộc nghiên cứu về không phổ biến vũ khí hạt nhân thu thập và cung cấp cho thấy sự mở rộng tại ba địa điểm thử hạt nhân so với những năm trước đây trung quốc hiện có bãi thử tại tân cương Nga có bãi thử tại quần đảo Bắc Băng Dương và Mỹ có bãi thử tại sa mạc Nevada. Theo hình ảnh vệ tinh, trong vòng 3 đến 5 năm qua, hoạt động tại các bãi thử hạt nhân ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương Trung Quốc, khu vực quần đảo Bắc Băng Dương Nga và sa mạc Nevada Mỹ đã gia tăng đáng kể. Xem xét các hình ảnh, giáo sư Jeff Faye Lewis tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury, Mỹ chỉ ra rằng nhiều đường hầm mới, cơ sở mới được xây dựng và lưu lượng phương tiện ra vào tại các địa điểm ngày càng tăng. Theo giới phân tích, việc mở rộng các địa điểm thử hạt nhân có nguy cơ dẫn đến một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân trong bối cảnh tình hình quốc tế đang có sự chia rẽ. Vào tháng 2, Tổng thống Nga cũng đưa ra tuyên bố Moscow sẽ đình chỉ tham gia Hiệp ước Kiểm soát Vũ khí Hạt nhân New START với Mỹ và đề cập chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tổng thống Nga nói rằng một số người ở Washington đang nghĩ đến việc nối lại thử nghiệm hạt nhân và do đó Bộ Quốc phòng và tập đoàn hạt nhân Nga nên sẵn sàng thử vũ khí hạt nhân của Nga nếu cần thiết. Trước đó, ngày 21 tháng 2, tổng thống Putin đã đề cập trong thông điệp liên bang rằng Bộ Quốc phòng và tập đoàn năng lượng nhà nước Rosatom nên chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện các vụ thử hạt nhân nếu cần thiết. Tuy nhiên, ông Putin cũng khẳng định Nga sẽ không phải nước đầu tiên thử nghiệm giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Vật lý Thử nghiệm Vyacilab Solovov nói với tác rằng các vụ thử hạt nhân có thể được thực hiện ở bãi Novaza Zemlya nếu cần và có quyết định chính trị, một chương trình đặc biệt được thực hiện để duy trì sự sẵn sàng của địa điểm này. Bãi thử hạt nhân Novaza Zemlya là nơi diễn ra 130 vụ thử hạt nhân từ ngày 21 tháng 9 năm 1955 đến ngày 24 tháng 10 năm 1990, bao gồm 88 cuộc thử nghiệm trên không, 3 vụ dưới nước và 39 vụ dưới lòng đất. Kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine đã phát triển mạnh mẽ, ít nhất là ở bề nổi. Tuy nhiên, bên dưới bề nổi, căng thẳng giữa hai nước vẫn còn. Gần đây, Ukraine và Ba Lan ngày càng căng thẳng liên quan đến việc Ba Lan cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine để bảo vệ lợi ích của nông dân nước này dấy lên sự chỉ trích gay gắt của Kiev những cuộc khẩu chiến của hai bên đã khiến Ba Lan tuyên bố rằng họ có kế hoạch rút hỗ trợ quân sự cho Ukraine và điều này đe dọa gây ra những hậu quả địa chính trị. Hôm 19 tháng 9, người phát ngôn của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO xác nhận Ukraine đã nộp đơn khiếu nại dẫn đến động thái triệu đại sứ Ukraine của Ba Lan. Trong một nỗ lực xoa dịu, hôm 20 tháng 9, Bộ Ngoại giao Ukraine đã kêu gọi Ba Lan gạt cảm xúc sang một bên để giải quyết vấn đề ngũ cốc. Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko cho biết, phía Ukraine đã đưa ra cho Ba Lan một hướng mang tính xây dựng để giải quyết vấn đề ngũ cốc. Chúng tôi hy vọng rằng các đề xuất của chúng tôi sẽ trở thành cơ sở để chuyển cuộc đối thoại sang một tiến trình mang tính xây dựng. Thế nhưng, quan hệ song phương tiếp tục xấu đi nhanh chóng với sự nổi giận của chính phủ Ba Lan hôm 20 tháng 9 khi Tổng thống Ukraine Zelensky bóng gió rằng Warsaw đã ngã vào tay Nga sau khi áp đặt các biện pháp hạn chế nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine qua lãnh thổ nước này, đi ngược lại quyết định của Liên minh châu Âu. Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Pavel Zablowski đã nhấn mạnh với đại sứ Ukraine rằng tuyên bố của ông Zelensky là không đúng sự thật, đặc biệt vì Ba Lan đã ủng hộ Ukraine kể từ những ngày đầu xung đột. Bộ Ngoại giao Ba Lan cũng cho rằng các động thái của Ukraine vừa qua đã gây áp lực lên Ba Lan trên các diễn đàn đa phương và rằng việc gửi khiếu nại lên tòa án quốc tế không phải là phương pháp thích hợp để giải quyết sự khác biệt giữa các quốc gia. Trên thực tế, căng thẳng trong vấn đề xuất khẩu ngũ cốc đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính bền vững của quan hệ Ba Lan-Ukraine. Một tình bạn dường như là hình ảnh thu nhỏ của tình đoàn kết châu Âu với Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga. Lệnh cấm được đưa ra trước đó nhằm bảo vệ quyền lợi của nông dân Ba Lan và một số quốc gia khác trước sự gia tăng nhập khẩu ngũ cốc và thực phẩm từ Ukraine vì cuộc xung đột với nga đã chặn phần lớn các tuyến đường xuất khẩu của Ukraine qua các cảng Biển Đen. Nông dân ở Ba Lan, Hungary, Romania, Slovakia và Bulgaria đã chịu thiệt hại đáng kể do lượng ngũ cốc Ukraine nhập khẩu tăng vọt. Số nông sản này đáng nhẽ phải được xuất khẩu đến Châu Phi và Trung Đông nhưng thay vào đó lại bị mắc kẹt ở Đông Âu. Hiện Kiev chưa bình luận về phát biểu mới nhất của lãnh đạo Ba Lan. Warsaw cũng đã phản ứng với những nhận xét của ông Volodymyr Zelensky tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba, trong đó nhà lãnh đạo Ukraine cáo buộc một số nước thuộc Liên minh châu Âu đang giả vờ đoàn kết với Ukraine và xoa dịu Nga. Mặc dù ông Zelensky không chỉ đích danh Ba Lan, nhưng những phát biểu của ông vẫn khiến Warsaw tức giận. Đảng luật pháp và công lý cầm quyền đang sôi sục trước những lời chỉ trích trước đó từ Kiev về quyết định của Warsaw trong việc đơn phương gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine. Vừa qua, lực lượng phòng không Ukraine cho biết quân đội nước này đã phá hủy 36 trên tổng số 43 tên lửa mà không quân Nga đã phóng, trong đó chủ yếu là tên lửa hành trình KH-101 và KH-555 tờ Defense Express mới đây công bố bức ảnh cho thấy một mảnh vỡ còn sót lại sau khi một trong những tên lửa Nga bị vô hiệu hóa và rơi xuống đất. Ukraine xác định đây là đầu đạn của tên lửa KH-101. Hiện Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Các tên lửa KH-101 được phát triển và được sản xuất bởi công ty Raduga ở Dubna gần Moscow. Được biết, Tên lửa KH101 được phát triển vào những năm 1990, tuy nhiên, Nga mới chỉ hoàn thiện loại vũ khí này trong vài năm trở lại đây. Tên lửa có chiều dài 7,54 m, đường kính 0,51 m, trọng lượng phóng của KH101 lên tới 2,3 tấn. Mỗi chiếc Tu-95MS có khả năng mang tối đa 6 tên lửa KH101 gắn bên ngoài. Trong khi những chiếc Tu-160 lại trang bị chúng trong các ổ quay chứa 6 tên lửa bên trong. Trong khi những chiếc Tu-160 lại trang bị chúng trong các ổ quay chứa 6 tên lửa bên trong, theo nhà sản xuất, độ sai số mục tiêu của KH-101 chỉ vào khoảng 5 đến 10 m, một thông số tuyệt vời đối với loại tên lửa có tầm bay hàng ngàn km. Điểm đặc biệt là KH-101 được trang bị cả động cơ phản lực cánh quạt đẩy với cánh quạt làm bằng vật liệu phản xạ radar thấp. Trong thời gian qua, Nga cũng cho ra mắt một loại tên lửa hành trình tầm xa mới phóng từ trên không có tên gọi KHBD và đang trang bị loại vũ khí này cho máy bay ném bom chiến lược Tu-160. KHBD đã được phát triển trong thời gian dài nhưng đến nay Nga vẫn chưa công bố bất cứ hình ảnh nào về tên lửa bí mật này. Giống như nhiều chương trình phòng thủ của Nga, tính năng chính xác của tên lửa vẫn được giữ kín. Một số nguồn tin cho biết Ban đầu, Moscow dự định trang bị tên lửa cho máy bay ném bom chiến lược thế hệ tiếp theo Pakda. Hãng thông tấn TASS cho biết Tu-160 có thể mang theo 12 tên lửa KHBD mới trên các bệ phóng đặt trong khoang vũ khí. Mỗi bệ phóng có thể chứa được 6 tên lửa. Tư lệnh không quân vũ trụ Nga, Trung tướng Sergei Kobilat cho biết máy bay ném bom siêu thanh chiến lược Tu-160 đã được trang bị tên lửa hành trình KHBD mới với tầm bắn hơn 6.500 km. Các chuyên gia cho rằng nhà sản xuất có thể phát triển KHBD dựa trên cấu tạo của tên lửa KH101 và phiên bản cải tiến có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của tên lửa này là K102 với hình dáng tương tự. Điều đó giúp đảm bảo KHBD có thể tương thích với các bệ phóng tên lửa của Tu 160. Nếu KHBD là phiên bản nâng cấp của các tên lửa KH101, KH102 thì tại thời điểm này vẫn chưa rõ các kỹ sư Nga làm cách nào để nó đạt được tầm bắn xa hơn nhiều. Lựa chọn khả thi nhất có thể là thu nhỏ các bộ phận bên trong tên lửa, trong đó có đầu đạn để chứa được nhiều nhiên liệu hơn và cung cấp nhiều năng lượng hơn cho động cơ phản lực của tên lửa. Việc tăng năng suất hoạt động của động cơ hoặc thay thế bằng loại nhiên liệu khác cùng một số cải tiến về khí động học cũng có thể giúp tên lửa có tầm bắn xa hơn. Tên lửa hành trình KH101, KH102 có tiết diện radar thấp, giúp giảm nguy cơ bị hệ thống phòng không của đối phương phát hiện. Theo giới phân tích, Tính năng này cũng có thể được thiết kế cho KHBD. Những nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.